Rồi, xin chào tất cả các anh chị trong cộng đồng Oriflame của mình ngày hôm nay. Hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt đúng không ạ? Và hôm nay thì mình sẽ cùng tìm hiểu, mà em nghĩ là cái chủ đề này các chị em cũng cực kỳ quan tâm. Đó là mình làm sao để mà mình có được một mái tóc mà một cái bộ nail, bộ móng của mình chắc khỏe. Vì ví dụ như phụ nữ thì em nghe các chị hay phàn nàn rằng là sao tóc của mình rụng nhiều quá và mình không biết là mình cần phải làm gì, hoặc là lý do tại sao mà dẫn đến tình trạng như vậy, hoặc là móng của mình rất là dễ gãy và đôi khi cái việc gãy như vậy nó làm ảnh hưởng tới ở phía bên trong thì mình cũng cảm thấy rất là khó chịu đúng không ạ? Hoặc là nó ảnh hưởng tới cái việc mà mình sinh hoạt ở trong gia đình của mình. Thì hôm nay mình rất là may mắn được bác Thanh sẽ chia sẻ cho chị em của mình cùng tìm hiểu lý do cũng như cái cách làm sao để mình phòng tránh, mình bảo vệ mái tóc cũng như là bộ móng của mình các anh chị ha. Dạ, em xin phép mời bác Thanh ạ. Rồi, chào mọi người. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt. Trước hết thì anh xin chào mọi người trước ha, rồi cũng gửi lời chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam nha. Thật ra là thế này, đúng là cái đề tài hôm nay á, là một cái đề tài cho giới nữ nhiều hơn, cho các chị em phụ nữ nhiều hơn, và nó rơi vào một cái ngày rất là đặc biệt ha. Đúng là ngày mà chúng ta tôn vinh một nửa thế giới, một nửa trái đất. Thì những cái người phụ nữ mà với cái vai trò là thiên chức làm mẹ nè, làm vợ nè, rồi làm chị vân vân. Thì đó là một cái ngày mà đúng là mình, thì nhân đây mình chúc mọi người ha, đặc biệt là các chị em phụ nữ thì thứ nhất là sức khỏe dồi dào, thứ hai là gia đình hạnh phúc và có rất là nhiều niềm vui trong cuộc sống ha. Thì các bạn đã qua rất là nhiều cái sản phẩm rồi ha, và hôm nay thì mình tập trung vào một cái sản phẩm mà người ta hay nói là hàm răng mái tóc gốc con người, đúng không? Hàm răng mái tóc gốc con người. Tại sao người ta lại nói cái câu này? Thì chắc chắn rằng là phải quay lại cái thời xa xưa rồi các bạn, từ cái thời mà nguyên thủy rồi. Thì từ cái thời xưa thì các bạn biết rồi, hàm răng nó cũng đã có, rồi mái tóc nó cũng có. Và đặc biệt là khi mà chúng ta mất đi, thì cái mà lâu nhất, cái tồn tại lâu nhất vẫn là hàm răng mái tóc. Dù cho những, bây giờ chúng ta thấy những gọi là xác chết, hoặc là những cái người ta qua đời á, khi chúng ta di chuyển cốt rồi vân vân á, thì nói chung là răng với lại tóc là một trong những cái thành phần mà được bị phân hủy lâu nhất. Tại sao? Tại vì các bạn cũng hiểu nó là chất sừng ha. Thì đã trước khi vào cái nội dung á, thì Thanh có một cái câu hỏi các bạn để các bạn trả lời xem, nói chung mình test xem các bạn có cái thông tin gì về tóc chưa ta ha. Thì bây giờ câu hỏi trong cái này là trích ra từ cái chương trình là Ai Là Triệu Phú, các bạn cũng chắc không biết rồi ha. Có một cái chương trình mà cách đây cũng khá lâu là nó có hay có câu hỏi là Ai Là Triệu Phú. Thì câu hỏi đặt ra là cái gì có thành phần cấu tạo tương tự như tóc, móng tay và con người. Thì bạn nào trả lời thì vui lòng mà gõ vô chat giùm Thanh đi. Ví dụ như là A, B, anh thấy có nhiều người, rất là nhiều người chọn cái câu đáp án là B. Chính xác nha các bạn, chính xác là B đó. Tức là thế này, lý do tại sao nó là tế bào sừng thì mình sẽ nói ra phía sau nha. Tiếp theo thì mình sẽ nói lý do ra phía sau. Thì cái slide tiếp theo như là câu trả lời đúng là câu sừng tê giác ha. Thì thế này, các bạn biết là tóc của mình là từ bắt đầu trong bào thai thì em bé nó đã mọc tóc rồi các bạn. Từ tuần thứ 22 các bạn biết là tổng cộng nó là từ 38 giờ tới 42 tuần đúng không? Tức là một cái bào thai mình nói là 9 tháng 10 ngày á, thì chỉ cái tuần so mai, tức là một nửa thôi, một nửa cái giai đoạn bào thai thôi là tóc đó đã hình thành rồi. Giống như là những cái bộ phận khác thôi, như tim, phổi, não, rồi xương vân vân. Thì các bạn biết là tổng cái số lượng tóc của mình là lên tới 100.000 cái nang tóc, là 100.000 sợi. Và nó bắt nguồn từ cái nang tóc ở đây nè. Từ cái nang tóc, tức là cái gốc á, mà cái nang tóc là nơi có rất nhiều tế bào thần kinh cũng như là có mạch máu chi li để nó nuôi cái thân tóc. Rồi tiếp theo mình sẽ thấy là gì ạ? Là cái nang tóc nó nằm trong da và nó sẽ phân đôi ra, nó chia ra và nó tạo nên rất nhiều tế bào mới và di chuyển rất là nhiều lớp ha. Sau đó tiếp theo thì mình sẽ thấy là gì ạ? Là cái tóc được cấu tạo bởi 70% chất sừng, Thì đó do tại sao hồi nãy có câu hỏi là cái cấu tạo giống tóc á, thì chính là sừng á, ha, cái chất sừng, người ta hay gọi cái từ đó gọi là keratin, ha, keratin là chất sừng. Còn cái melanin á, lại là cái sắc tố nha, ha. Các bạn phân biệt hai cái. Các chất sừng á, tức là cái chất của bà nó gần như nó là nhiều người nói là nó chết rồi á, nhưng mà thật ra nó chưa chết đâu, nó vẫn còn sống á. Nhưng mà nhiều người nói là tóc chết rồi, tại sao mình cắt tóc á thì mình thấy nó không đau, hoặc là chúng ta dùng, nói chung chúng ta làm tổn thương tóc nó không ảnh hưởng. Nhưng mà vì sao? Vì nó không có thần kinh, chứ không phải là nó là tế bào chết các bạn ha. Thì một cái chất mà quan trọng các bạn nên nhớ là gì? Là chất sừng keratin. Thì cái tuyến bã nhờn á, tại vì sao? Tại vì sao chúng ta có tóc bóng mượt á, thì nhờ cái tuyến bã nhờn nó làm cho cái da đầu á, nó làm cho tóc mềm, tránh cái tình trạng khô và ngứa da á. Thì cuối cùng là các bạn sẽ thấy là cái gốc, cái góc tóc, tức là phần cuối á, ngay cái chỗ cái nang tóc á, thì các bạn nhìn nguyên cái thân tóc này nè, thì cái mà chúng ta thấy được bên ngoài chỉ là cái phần mà gì, thân tóc thôi nha. Còn cái mà chúng ta nhìn ở bên trong, tức là nó nằm ở dưới lớp da đó, ở dưới lớp da đầu á, thì nó chính là gì? Là cái nang tóc với lại cái góc tóc. Thì ở đây chính là cái nơi mà cái mà thuốc mà chúng ta đang sử dụng á, cái mà thực phẩm chức năng, thực phẩm mà bổ sung mà bảo vệ sức khỏe mà chúng ta đang dùng á, Hair and Nail Nutriplex, Nutricomplex á, thì chính là nó tác dụng trong cái khu vực nào? Trong khu vực này, chứ là nó tạo ra những cái sợi tóc mới, rồi nó cung cấp dưỡng chất ha, và nó giúp cho cái tóc nó mọc dài ra từ cái khu vực này. Thế như vậy thì mình chỉ thấy được cái đoạn này ngoài thôi ha, mình chỉ thấy được cái thân tóc là bên ngoài cái da đầu thôi, chứ còn bên dưới nè thì cái tác dụng của nó là tác dụng từ cái bên trong ha. Thì đó là cái cấu tạo của cái tóc. Nhiều người nói là cái tóc á, thì chết, đúng không? Nó là tế bào sừng thì nó chết, nhưng mà thật ra không phải là tế bào chết nha, nó là sống. Tại vì sao? Nếu mà nó chết thì nó đâu mọc được ra được. Hoặc là có bằng chứng, nhiều khi chúng ta ra nắng vô thấy cái gì, nó cháy tóc, đúng không? Nó bị vàng tóc á, tức là chúng ta để đi mà đầu mà nắng nhiều á, thì tóc nó sẽ bị thay đổi màu, nó bị vàng là sao? Nếu nó chết rồi thì nó đâu có thay đổi màu được các bạn. Cho nên các bạn thấy nhiều khi chúng ta đi ra ngoài đường á, thì nó cháy thì nó màu vàng ha, thì nó có những cái tế bào là đầu tiên bên ngoài á. Nếu mà nhìn ra bên ngoài tóc mà chúng ta phóng to ra thì chúng ta sẽ thấy là một cái lớp biểu bì. Cái lớp biểu bì này cấu tạo bởi cái gì ạ? Là cái keratin, nó tới 5 cái 10 lớp cái keratin nó chồng lên nhau. Thì đây là một cái bảo vệ cho tóc khỏi tổn thương và nó chống cái tình trạng mất nước nè, giúp cho tóc bóng mượt. Nói tóm là thường là tóc của nữ thường rất là đẹp, và nó tạo ra một cái gợn sóng, nó có những cái gọi là bồng bềnh á. Thì đó nhờ cái lớp biểu bì keratin á, nó bảo vệ ha. Thứ hai là cái lớp giữa, thì mình thấy cái bọc ở xung quanh là lớp biểu bì nè, ở giữa là cái lớp giữa, thì người ta gọi là lớp cortex. Thì đây là một cái lớp chính ha, nó chứa sắc tố melanin. Như vậy cái màu của tóc á, nó màu đen nè, rồi màu nâu nè, hoặc là nhiều người có tóc màu vàng, hoặc là tóc màu hung, hoặc là tóc màu đỏ này kia đó, thì nhờ cái melanin trong cái lớp giữa nè ha, nó tạo cái sắc tố ra, cho nên chúng thấy nó cái màu sắc tóc nó thay đổi. Và cuối cùng là gì? Là cái lớp tủy. Thì các bạn nhớ là cái lớp tủy nè là vẫn là cái có đầy đủ chất béo nha, có dinh dưỡng nè, có những cái gì đó để nó hoạt động cái sợi tóc ra, chứ không phải là nó chết ha. Nói chung là nó hoạt động bình thường đó, cho nên nó tạo ra được những cái vi chất ha, những cái dinh dưỡng, những cái chất mà để chúng ta nuôi tóc mà tóc nó dài ra ha. Do nên đó lý do tại sao mà chúng ta cần phải bảo vệ tóc. Thì có câu tục ngữ là gì? Làm sao đếm hết sao trời, làm để anh kết tóc ở đời với em. Thì các bạn thấy là tóc là một trong những cái gì mà nó tạo cái gì cái gốc của con người, đúng không? Nó tạo ra một cái sự bền chặt ha, rất là chắc chắn. Thì các bạn biết á, là ở Ấn Độ á, nó có một cái câu chuyện thế này. Có một đứa bé nó rớt xuống giếng rất là sâu, và không ai xuống cứu nó được. Tại vì sao? Cái giếng nó sâu quá, và lúc đó là nếu mà người lớn người ta leo xuống giếng, coi chừng người lớn là lại rơi xuống, lại đạp lên đầu đứa bé, thành ra là đứa bé nó ra không được. Thì ở Ấn Độ có những cái ổng nuôi cái tóc rất là dài, thậm chí 10 mét, mười mấy mét luôn các bạn. Thì lúc đó mới kêu cái ông mà để tóc dài đó ra, ổng thòng cái sợi tóc, cái cuộn tóc, ổng mở ra, ổng búi lên đầu rất là dày, rất là to, một cuộn tóc rất là to, ông quấn xung quanh cái đầu này. Bắt đầu ông thả cái tóc đó xuống giếng đó, rồi đứa bé đó mới cầm cái tóc đó và chậm chạp cái tóc đó. Bắt đầu mọi người mới đưa lên ra khỏi giếng. Thì sau cái câu chuyện đó mọi người mới biết ông này là kỷ lục, cái tóc dài ha. Nói chung là cái câu chuyện ở Ấn Độ nó cứu mạng của đứa bé. Thì tóc á, thì rất là chắc, và nói chung là đàn nam á, thì người ta thích phụ nữ tóc dài, đúng không ạ? Có câu mình nhớ có một cái lần mình đi coi mà hài kịch á, thì nó nói là có cái ông diễn viên hài ra, ông nói là tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, rồi tóc em không có em đi vô chùa. Thì đó mình nhớ hồi nhỏ mình có coi cái hài đó, thì đúng là không có thì vô chùa, đúng không các bạn? Rồi tiếp theo thì cái chu kỳ, chúng ta tìm hiểu coi cái chu kỳ phát triển của sợi tóc như thế nào ha. Thật ra các bạn biết là tóc nói chung nó sẽ có một cái quy trình phát triển nha. Nó có giai đoạn tăng trưởng nè, rồi giai đoạn chuyển đổi, rồi giai đoạn thoái hóa, rồi cuối cùng nó mới rụng tóc và nó mới tăng trưởng mới ha. Thì giai đoạn đầu tiên là giai đoạn gì ạ? Giai đoạn tăng trưởng, đúng không? Tóc thì nó chắc chắn nó phải mọc dài ra, tóc sợi dài sợi ngắn. Thì đây là một cái giai đoạn phát triển và nó sẽ tạo ra tế bào mới, nó mọc dài ra. Thì các bạn biết là gì? Thời gian mà tóc nó kéo dài lên từ 2 tới 6 năm rồi. Có nghĩa là cái tóc đó, sau đó nó mới chết đi ha. Thì nó cứ phân chia. Thì nếu mà các bạn nhìn ở dưới cái bên cái hình bên tay phải này, các bạn thấy là đầu tiên nó có cái chân, cái nang tóc nè, cái nang tóc, rồi cái gốc tóc ở đây, thì chất dinh dưỡng nó sẽ đi vào đây, xong đó ở dưới nó sẽ đẩy lên. Thì đến giai đoạn chuyển đổi thì nó sẽ sao ạ? Nó sẽ thay bằng những cái tế bào tóc mới ở dưới này nè, nó đã chuẩn bị sẵn. Rồi đến giai đoạn nào nữa? Giai đoạn thoái hóa là sao? Cái tóc, bản thân cái tóc nè, thì nó sẽ đến cái giai đoạn nó sẽ chết, nó chết và nó chuẩn bị rụng. Thì đến khi mà cái tóc mà nó rụng thì là cái tóc mới nó đã lên rồi, nó có cái mầm ở dưới rồi và nó tạo ra một cái sợi tóc mới. Như vậy rồi rụng tóc là cái chuyện bình thường nha, các bạn lưu ý nha. Một ngày chúng ta rụng là từ 60 cho tới 100 sợi tóc bình thường. Khi nào thì mình mới nói là người đó rụng tóc? Là khi cái số lượng tóc nó rụng rất là nhiều, một ngày trên 100 sợi là một. Thứ hai gì? Nó tạo ra những cái mảng da đầu và trống hoặc là các bạn thấy là đàn ông nó hay bị hói đầu nè. Còn phụ nữ đôi khi chúng ta có những cái lõm trên tóc, tức là chúng ta có thể chúng ta vạch ra, chúng ta nhìn, chúng ta thấy là lượng tóc của nó rất là đưa thưa. Thì số lượng nhiều là một. Thứ hai là gì? Tóc rụng rất là nó tạo ra những cái mảng đó thì mình mới gọi là rụng tóc nha. Chứ thật ra tóc mình rụng là bình thường. Đôi khi chúng ta gội đầu chúng ta chà xà bông, chúng ta nhìn lên tay chúng ta cũng thấy có một số lợi rụng, nhưng mà cái đó là những cái chu trình rụng tóc bình thường. Thì người ta mới đặt câu hỏi là gì? Vai trò của tóc. Các bạn có biết vai trò của tóc là gì không? Thật ra nhiều khi mình không để ý, mình cứ nghĩ là tóc đâu có vai trò gì đâu, tóc chỉ làm đẹp thôi. Thật ra đúng đầu tiên ha, nó là cái thể hiện cái cá tính, cái sức sống, cái vẻ đẹp. Tại vì Thanh nhớ có một cái bài hát của nhạc sĩ Thái Hiền, các bạn nhớ cái bài hát đâu, tên là bài tóc em đuôi gà. Tóc em đuôi gà, tức là này cô bé có mái tóc đuôi gà đó, đạp xe trên phố mà phố đông người qua đó. Thì đó là một bài hát. Thì thật ra tóc là đúng là một cái trang sức ha, nó tạo cho một phụ nữ. Các bạn có thể nhìn trên cái hình của cô gái nè, cái mái tóc rất là vàng và rất là nâu, rất là đẹp ha, để tạo ra một cái thể hình nhìn nó rất là hấp dẫn ha. Nhưng mà cái vai trò quan trọng của tóc nữa là gì? Nó bảo vệ da đầu. Tại sao? Nếu mà có va chạm nữa thì người ta không va chạm trực tiếp vô da đầu mà nó lại qua cái tóc ha. Đây là cái vai trò bảo vệ của nó ha. Tiếp theo là gì? Tóc nó chống lại ánh nắng mặt trời và tia tử ngoại. Tại sao các bạn? Tại vì các bạn biết là khi mà mặt trời chiếu vô chúng ta đó, chiếu vô đầu thì sao? Nó không vào tóc. Cho nên đó do tại sao chúng ta đi nắng thì nó bị tóc, nó bị cháy ha, nó bị vàng là sao? Tóc nó bảo vệ cái da đầu dưới. Và ngoài ra tóc nó cũng giảm tiếp xúc với lại bụi bẩn. Tại vì sao? Tại vì bao giờ cũng vậy, bụi nó sẽ bám vô tóc và lúc đó nó sẽ có những cái chất bã nhờn hoặc là có những cái chất mà nói chung là nó bảo vệ để nó tránh cái hàng rào để nó tránh vi khuẩn nó xâm nhập vào trong da đầu của chúng ta. Và cuối cùng là mình thấy là nó giữ nhiệt, nó làm ẩm đầu. Đôi khi mình ra trời lạnh các bạn, nếu mà mấy ông thầy chùa hoặc là những người mà không có tóc thì các bạn biết là ra đi Đà Lạt hoặc là đi những cái Canada hoặc là những cái vùng mà lạnh giá, các bạn biết là gì? Nó rất là nguy hiểm ở chỗ gì? Nó làm ảnh hưởng trực tiếp trên những cái mao mạch trên da đầu và nó gây co mạch ha, nó sẽ ảnh hưởng. Thì đó, tóc là một trong những cái vai trò để nó bảo vệ ha. Đó. Thì các bạn thấy là nhiều khi mình đi nắng các bạn, mình nên đội nón nha ha. Mình đi nắng nên nó không phải là mình đội nón vừa bảo vệ cho da nhưng mà bảo vệ cho tóc luôn. Tại sao? Tại bạn biết là cái tia UV cái tia UV nó sẽ phá vỡ cái protein, chính là cái keratin mà nó làm ở trong tóc nó biến đổi cái màu sắc của cái melanin của tóc. Nó làm cho tóc từ cái màu bình thường là màu đen, đúng không ạ, nó chuyển sang màu vàng hoặc là chuyển sang cái màu, tức là những người mà tóc đậm á, nó ít bị ảnh hưởng hơn. Nhưng mà những người là tóc vàng đó, các bạn thấy nhiều khi tóc vàng nó sẽ thay đổi màu tóc, do là cái tia UV á, hoặc là tia mà ánh sáng mặt trời á, nó làm thay đổi cái protein trong cái sợi tóc. Như vậy cái gì quyết định cái màu tóc? Các bạn chắc biết cái này rồi, đúng không? Hồi nãy mình có đề cập rồi, đó là cái gì? Là cái melanin. Cái melanin á, có nghĩa là cái mà các bạn biết là nó ảnh hưởng tới cái này, nó thuộc về di truyền rồi các bạn ha. Cho nên đôi khi người Việt Nam mình lại không chấp nhận mình là người tóc đen, đúng không? Tôi thấy đi ra mấy tiệm mà tiệm nhuộm tóc á, tôi thấy rất nhiều người thích màu vàng, thích màu nâu, thích màu này màu kia, chứ mình không chấp nhận rằng là mình màu đen mà bản thân. Nhưng mà thật ra là thế này, các bạn biết là những cái thuốc nhuộm tóc á, nó có rất nhiều cái tác động các bạn ha. Thì tí nữa mình sẽ nói những cái lý do để các bạn nên thận trọng khi mà chúng ta nhuộm tóc. Tại sao? Tại vì có rất nhiều cái ảnh hưởng về mặt da đầu nè, về mặt gây ung thư nè, về mặt những cái tác động về ảnh hưởng tên cái chất bản chất của cái sợi tóc luôn. Nói chung nó làm cho tóc dễ gãy rụng, nó làm cho tóc khô, rồi nó làm cho tóc, tại vì tóc chúng ta đừng nghĩ rằng là nó là chết nha, nó không phải tế bào chết, nó là một tế bào còn sống và nó còn hoạt động đó. Và chúng ta đôi khi chúng ta sấy, các bạn nhiều khi các bạn tắm xong các bạn thấy cái đầu ướt, các bạn dùng một cái máy sấy tóc, các bạn đun nó, nói chung là làm nóng. Nhưng mà chính khi mà chúng ta làm nóng đó, tóc nó nhiều lần thì sao ạ? Các bản thân nó chúng ta còn chịu không được, không có gì tóc, đúng không ạ? Tóc nó cũng có những cái sức chịu đựng vừa phải của nó thôi. Thành ra đó lý do ảnh hưởng. Thì chỉ có khi nào chúng ta nên nhuộm là gì? Khi tóc bạc thôi. Thì có một số trường hợp mà những người lớn tuổi, mà ví dụ như là tuổi trung niên từ 40, 50 trở lên, thì lúc đó chúng ta tóc bạc rồi đó, thì lúc đó chúng ta mới cần thiết. Tùy thôi, tùy, tại vì nếu mà chúng ta tiếp xúc nhiều với mọi người, chúng ta là người của quần chúng, chúng ta đi làm, chúng ta ra ngoài, chúng ta gặp rất nhiều người, thì chúng ta nên nhuộm để nó có một cái vẻ tự nhiên, trẻ, vân vân. Thì tóc bạc nó có nhiều lý do lắm. Lý do đầu tiên là gì ạ? Là di truyền. Tại sao? Tại vì từ 40 trở lên, 50 trở lên thì hầu như ai cũng tóc bạc hết các bạn. Trừ những trường hợp nào mà có những người mà tóc vẫn là xanh á, thì cái đó cũng là do di truyền thôi. Đúng, tức là có những gia đình mà mình thấy là những người lớn tuổi họ vẫn không có bạc tóc, còn có những, nhưng mà chỉ có những người á, mà từ tuổi 20 tới 25 này nè mà bạc tóc á, thì là sao? Là cái này nó là yếu tố mà của gia đình rồi ha. Cái đó không phải là do ăn uống, cũng không phải là do chúng ta stress hay gì hết, là do cái gen ha. Rồi tại sao tóc bạc? Thì các bạn biết là gì? Trong cái sợi tóc nó có vừa keratin mà vừa có melanin. Melanin là gì? Là cái chất mà nó tạo ra cái sắc tố tóc, nó tạo ra màu đen hoặc là màu nâu hoặc là màu vàng, vân vân, là chính là melanin. Thì lúc đó nó sẽ cho ra chúng ta cái màu tóc, cái màu sắc của cái tóc đó, là nó do cái tế, nó coi về là tế bào ở giữa đó, tức là cortex nó tạo ra. Rồi đặc biệt là những người hút thuốc, các bạn biết là gì? Khi mà hút thuốc lá thì nó làm cho tóc bạc nhanh gấp 4 lần. Đôi khi những người nam á, những người nam thì rất là hay hút thuốc, mà càng hút thuốc thì sao? Nó làm cho tóc rất là mau bạc. Tại sao? Tại vì do cái lượng mà dinh dưỡng tới nó nuôi tóc, nó sẽ ảnh hưởng. Và những trường hợp ví dụ chúng ta bị stress nè, hoặc là chúng ta bị lo lắng nghiêm trọng, chúng ta giận dữ, hoặc là nó có một cái hệ thần kinh, tức là hệ thần kinh 10 các bạn, thần kinh giao cảm á, mình hay nói là hệ thần kinh mà tự động á, là nó tiết ra mỗi chất dẫn truyền, nó nội tiết tố, nó tên là noradrenaline, là nó đẩy cái tế bào tóc và nó gọi là keratinocyte ra khỏi nang tóc, thì tóc nó sẽ ảnh hưởng là mau bạc hơn. Và cuối cùng là các bạn thấy là gì? Nó có rối loạn nội tiết tố, đặc biệt là phụ nữ. Chúng ta thấy là phụ nữ có nhiều người ta bị ảnh hưởng tới tuyến yên nè, tuyến giáp nè, hoặc là những bệnh bạch tạng. Các bạn biết cái bệnh bạch tạng rồi đúng không ạ? Bạch tạng có nghĩa là gì? Gần như cả cơ thể người ta đều chuyển sang màu trắng hết các bạn, chuyển sang màu trắng. Tại vì sao? Tại vì nó bạch mà, bạch là màu trắng mà, là do cái sắc tố trong cơ thể nó rất là nhiều loại, trong đó nó có melanin, nó ảnh hưởng. Hoặc là chúng ta bị thiếu máu, thì đó lý do tại sao các bạn thấy trong cái sản phẩm mà chúng ta là hair and nail á, hair and nail thì nó sẽ đó có cái chất sắt để nó tránh nguy cơ là thiếu sắt, cũng là một trong những cái sắt, là một trong những cái thành tố, những cái nguyên liệu để chúng ta tạo ra được cái chất mà trong tóc ha. Và cuối cùng là do thiếu dinh dưỡng ha. Đây là một trong những cái mà chúng ta thấy là cái vai trò của cái sản phẩm mà chúng ta đang có đó ha. Hair and Nail Nutri Complex đó. Tại sao? Tại vì đó nó cung cấp được rất là nhiều chất ha. Hair and Nail các bạn biết là nó có protein đúng không? Các bạn có biết là trong Hair and Nail có protein không? Có đúng không? Cái đó là axit amin đó. Cái tên của nó là gì các bạn nhớ không? Tên của nó là lysine với lại cysteine. Ha, tí nữa mình sẽ nói kỹ về cái này ha. Nó có hai cái axit amin. Nó có hai axit amin rất là quan trọng trong cái thành phần của Hair and Nail. Một là gì? Là lysine. Hai là cysteine. Ha, hai cái chất đó rất là quan trọng. Rồi vitamin C thì các bạn biết rồi ha, nó là tạo ra cái gì ạ? Collagen, đúng không? Tạo ra những cái da cho nó bảo vệ tóc. Chưa kể là gì, nó chống oxy hóa đúng không? Rồi vitamin B2, rồi sắt mà nói rồi đúng không? Nó thiếu máu, thiếu sắt nó cũng ảnh hưởng. Rồi chất kẽm, chất selen, đây là những cái mà nó bảo vệ tóc cũng như là giúp cho tóc giảm đi cái tình trạng bạc. Rồi có người, đặc biệt phụ nữ ha, mình thấy cái từ rụng tóc rất là nhiều đúng không? Thì các bạn biết á, là nhiều yếu tố luôn, nó có rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là di truyền, có một những cái gia đình mà họ gia đình là hầu hết tất cả những thành viên trong gia đình đó đó đều bị rụng tóc hết ha. Hoặc là gì, là do nguồn nước ha. Đôi khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi chúng ta ăn uống, hoặc là chúng ta không khí, hoặc là những cái tắm gội các bạn. Tắm gội thì đương nhiên chúng ta phải dùng nước rồi đúng không ạ? Mà cái nước đó nó có những cái chất ô nhiễm, nó gây rụng tóc. Rồi cái thời kỳ mang thai hoặc là sau khi sinh, các bạn biết là cái người phụ nữ các bạn, khi mà người ta bắt đầu người ta có bầu á, người ta bắt đầu người ta chuẩn bị là sanh con á nha, thì lúc đó tóc mọc rất là dày. Tại sao? Tại vì cái estrogen á lúc đó tăng rất là cao, và người ta cảm thấy là ô sao đã với ta tốt quá. Nói chung là mình từ nên có bầu là bây giờ là bao nhiêu tóc này kia là coi như rất là mượt mà, rất là dày. Nhưng mà xui cho các bạn vậy nè, đương nhiên khi có bầu là 9 tháng 10 ngày chúng ta sanh ra đúng không? Thì lúc mà sanh ra thì đồng thời là cái estrogen hay là cái nội tiết tố của nó thì sao? Nó sẽ giảm đi đúng không? Mà các bạn biết là khi mà nội tiết tố tức là cái estrogen của người phụ nữ mà giảm đi thì sao ạ? Nó làm cho tóc nó khô, nó sơ ha, nó gãy rụng. Nên nó tóm lại là gì? Cái estrogen cộng với thiếu hụt những cái chất. Tại vì các bạn biết là người phụ nữ mà cho con bú á, hoặc là đôi khi kia đó thì sao? Rất là dễ bị thiếu chất đúng không ạ? Thiếu ví dụ thiếu sắt nè, thiếu kẽm nè, thiếu canxi nè, rồi thiếu selen, rồi thiếu vân vân, những cái chất dinh dưỡng á, thì nó sẽ làm sao? Thì nó sẽ giảm cái estrogen và làm cho tóc rụng sau sinh. Thì các bạn biết là có một số phụ nữ mà sau sinh đó, ha, tóc rụng rất là nhiều ha, mình đó thậm chí người ta phải đi bác sĩ để người ta tìm hiểu xem là lý do tại sao ha, tóc rụng sau sinh ha. Rồi ngoài ra là bất cân bằng ha, ví dụ như là chúng ta bị căng thẳng nè, đặc biệt là chúng ta hút thuốc lá hoặc là chất kích thích, nó cũng gây ra rụng tóc ha. Rồi đôi khi chúng ta dùng thuốc tây. Mà các bạn biết là gì? Nếu mà các bạn có người quen hoặc là những người nào là bệnh nhân mà khoa ung bướu á, thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Là khi mà người ta hóa trị hoặc là xạ trị, các bạn biết là hóa trị là gì không ạ? Hóa trị có nghĩa là chúng ta tùy truyền thuốc, ha, thuốc độc tế bào đó, để chúng ta tiêu diệt những tế bào ung thư á, thì nó sẽ sao? Nó sẽ gây ra cái tình trạng là gì? Là rụng tóc. Các bạn thấy là những bệnh nhân ung thư á, tại sao lại tại vì tóc á, là một trong những tế bào mọc rất là nhanh. Cái hóa chất á, mà khi mà chúng ta đưa vào hoặc là xạ trị hoặc là chúng ta đưa cái thuốc vào á, để mà tiêu diệt ung thư á, thì nó sẽ tiêu diệt trước những cái tế bào nó đang phát triển các bạn. Tại vì ung thư á, nó phát triển rất là nhanh, thành ra là thuốc đó nó bắt những cái tế bào phát triển nhanh là nó tiêu diệt. Thì đương nhiên đầu tiên cái mục tiêu của nó là tế bào ung thư, nhưng mà tóc lại là phát triển nhanh lắm đúng không? Các bạn thấy là gì? Là tóc là nó mọc rất là nhanh, thành ra sao? Cái thuốc mà điều trị ung thư đó nó không phân biệt được giữa là cái tóc đó chính là cái mà của cơ thể với là tế bào ung thư, thành ra nó cũng làm cho, nói chung là nó đánh vào trong những cái nang tóc, những cái gốc tóc và nó làm cho tóc rụng. Mà đã tóc rụng rồi á, thì sao? Thì nói chung là đầu người ta sẽ bị nói chung là bị hói hoặc là bị trật vân vân. Cho nên các bạn thấy để ý coi những bệnh nhân ung thư á, hay cái tình trạng là gì? Là tóc mọc. Nhưng mà các bạn yên tâm, nó bị rụng như vậy đó, nhưng mà khi mà tóc mọc á, có một điều mà khoa học chưa chứng minh, chưa giải thích được là thế này các bạn. Có những người già lớn tuổi ha, bị ung thư, sau đó hóa trị, xạ trị, rụng tóc. Các bạn biết, đố các bạn khi mà tóc mọc á, thì nó mọc ra tóc bạc hay là tóc đen? Các bạn trả lời thử. Tóc đen, chính xác. Các bạn trả lời tóc đen, chính xác. Điều đó khoa học không giải thích được các bạn. Nó rất là lạ. Tức là cái người đó bản thân họ là tóc bạc, đúng không? Họ lớn tuổi mà họ bị ung thư, sau đó hóa trị xạ trị vô người thì trụng tóc sạch sẽ luôn, không còn cọng tóc là hết. Sau một thời gian ngưng hóa trị, ngưng xạ trị, tóc nó mọc lại thì lại là tóc đen. Thành ra nhiều khi người ta đây là một trong những cái đề tài để người ta nghiên cứu là làm sao để cho chuyển tóc bạc thành tóc đen đó ha. Thì thường là người ta dùng những cái hà thủ ô, hoặc là đôi khi người ta nhuộm tóc và này kia là tóc bạc đó, nhưng mà thật ra trong đây trong những là một cái mà người ta khoa học người ta cũng chưa giải thích được ha. Rồi tiếp theo á, thì các bạn sẽ thấy là gì, đôi khi chúng ta thấy là cái hóa chất ha, thì các bạn ra tiệm á, các bạn chỉ cần khoảng độ bỏ ra một ít tiền thôi, các bạn có thể nhuộm tóc nè, đôi khi các bạn dùng gel, các bạn dùng dầu gội hoặc là máy xấy tóc. Thì đây là những cái mà chúng ta tác động trực tiếp làm tổn thương tóc, đúng không ạ? Đây là tác dụng hóa học hoặc là cơ học, tác dụng trực tiếp luôn. Thành ra là sao? Đôi khi tóc nó bị giòn, nó bị gãy và nó rụng trực tiếp luôn ha. Thành ra các bạn để ý nha, nếu mà chúng ta có những cái thói quen mà chúng ta cứ sấy tóc một thời gian tóc nó rụng, hoặc là chúng ta cứ dùng nhuộm tóc hoài, nhuộm đi dùng lại nhiều lần mà tóc nó rụng, hoặc là đôi khi chúng ta dùng cái loại dầu gội nào đó mà chúng ta thấy nó đau rụng, thì chúng ta nên để ý để chúng ta tránh những trường hợp mà đôi khi do những cơ học đó. Rồi có những bệnh lý thì các bạn biết rồi ha, viêm da nè, rồi bị nấm tóc nè, rồi bị nang lông nè, rồi mụn mủ ngứa, vân. Nói tóm lại nó có một số cái bệnh mà nó gây rụng tóc thì các bạn cũng thấy là nó cấu thành rồi. Và cuối cùng là có thể là do bị thiếu dưỡng chất ha. Nói chung là do sắc kẽm vitamin thì nó gây rụng tóc. Nhưng mà các bạn yên tâm, chúng ta có rụng tóc đi nữa thì chúng ta cũng được bọc lại. Các bạn biết là bao nhiêu lần không? 20 lần. Cái tóc á, từ nhỏ chúng ta lớn lên đúng không? Tóc nó rụng đúng không? Thì một thời gian sau chính những cái chỗ cái nang tóc đó đó ha, nó sẽ có những cái tế bào mầm đó, và lúc đó nó sẽ sao? Nó sẽ mọc lên và chúng ta có một cái sợi tóc bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta, đó là chúng ta chăm sóc tốt nha. Nếu đặc hợp mà chúng ta nhuộm hóa chất nè, chúng ta sấy tóc nóng thiệt nóng nè, rồi chúng ta ăn uống không đủ chất, rồi chúng ta cứ đốt tới đốt lui, nói chung chúng ta làm tổn thương tóc á, thì sao cái đời sống của tóc nó không còn là 20 lần nữa. Đôi khi là nó giảm xuống đến thì thậm chí là gì nó không mọc ra luôn. Thì đó là những cái nguyên nhân mà thường là do cơ học ha. Thì người ta thống kê thì người ta thấy là gì, đối với nam á, thì cái hói đầu á, cái rụng tóc mà hói đầu nó xảy ra nhiều hơn nữ. Thì người ta mới tìm hiểu thì người ta phát hiện ra là gì nè, cái hói đầu là do rụng tóc, đúng không ạ? Là do tuổi tác, là do tạo hóa tự nhiên. Thì nó khi mà lớn tuổi các bạn thì da nó sẽ nhăn, đúng không? Và lớn tuổi thì sao? Bản thân những cái tuyến bã nhờn ở trong da đó nó cũng bị giảm đi và nó sẽ không có tiết ra nhiều chất bã nhờn, thì lúc đó cái tóc nó khô, nó dễ rụng là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là có thể là do nội tiết tố. Các bạn biết là nam thì sao? Có nội tiết tố là testosterone, đúng không ạ? Đó là những testosterone. Thì khi mà người già hoặc là những người lớn tuổi đàn ông thì sao? Testosterone nó giảm, đúng không ạ? Thì lúc đó sao? Nói chung nó lại liên quan tới vấn đề tình dục. Nhưng mà ngoài cái vấn đề tình dục, nó gọi là mãn dục nam, đàn ông nó cũng có cái tình, nó gọi là mãn dục nam ha, thì nó ảnh hưởng do cái testosterone nó giảm và nó cũng ảnh hưởng luôn cả cái tóc luôn, những cái nang tóc, những cái góc tóc, rồi những kia nó sẽ bị rơi rụng. Nói chung nó sẽ làm cho cái tình trạng, hoặc là bệnh nhân bị bệnh suy giáp, rồi căng thẳng stress, đa số bệnh nhân, rồi những đôi khi nam thì lại hút thuốc, rồi uống rượu bia, hoặc là nói chung là nhiều cái tác dụng phụ lắm. Di truyền cũng vậy. Có một gia đình thì rất là nhiều người đàn ông trong gia đình. Nhưng mà đối với nữ thì sao các bạn? Nữ mà rụng tóc nhiều mà gây hói thì rất là ít, nhưng mà vẫn có, và sao? Thường ta rụng ngay giữa đỉnh đầu các bạn. Nếu mà chúng ta vạch tóc ra, chúng ta thấy tóc ở giữa của nữ nó mỏng dần, và do rụng nhiều. Thì do đôi khi chúng ta có thể do chúng ta dùng những cái mỹ phẩm đưa chúng ta là nhuộm tóc hoặc là bệnh tật vân vân. Đó là những cái mà do. Thì bây giờ Thanh cho các bạn xem một cái trường hợp bạn này, cái hình vui nha, cái hình vui, nói chung là giải trí một tí. Các bạn có nghe âm thanh không? Dạ không nghe âm thanh hả bác? Không nghe âm thanh hả? Thôi kệ nó, nói chung là nó thôi kệ nó, nói chung nó chỉ là nhạc thôi, âm thanh chỉ là nhạc thôi. Tức là chàng này thì ảnh là nam, nhưng mà anh bị hói đầu á, thì ảnh phải rồi ok, rồi mình tiếp theo ha. thì người ta sẽ mình sẽ phòng ngừa và phục hồi tóc hương tổn như thế nào. Thì các bạn nhớ là các bạn không nên dùng những cái máy sấy tóc nè, sấy khô, mà các bạn nên để ví dụ tóc ướt á, các bạn nên để nó khô tự nhiên, hoặc là nếu các bạn có dùng thì các bạn dùng một cái khăn, các bạn thấm vô trong cái tóc, tức là dùng cái khăn mà khăn mềm á, các bạn thấm lau khô rồi các bạn chờ khô thì nó tốt hơn. Tại vì sao chúng ta lạm dụng cái chuyện mà dùng cái sấy tóc này là lâu ngày chúng ta cứ sấy tối sấy lui á, thì da chúng ta cũng vậy thôi, hoặc là bất cứ một cái gì đó chúng ta sẽ thấy là gì, nếu mà chúng ta đốt tóc nhiều như vậy nó sẽ bị giòn, nó sẽ bị yếu, và lúc đó nó sẽ bị cái nguy cơ là nó rụng rất là cao. Hoặc là đôi khi chúng ta gội đầu, có nhiều người phụ nữ á, lại dùng nước nóng, thì thật ra không nên các bạn. Chúng ta gội đầu cứ để nước lạnh thôi, chúng ta đừng dùng nước nóng. Tại vì nước nóng á, chúng ta cứ nghĩ là nóng cái tóc thôi chứ nó không có nóng vô chúng ta, đúng không? Nhưng mà ngược lại tóc nó nóng, nó cũng chịu đựng cái ảnh hưởng của cái nước nóng đó. Thành ra thì nói tóm là chúng ta cứ nên gọi là cứ gội đầu bình thường, không nên để nước nóng hoặc là sấy khô nhiều ha, nó ảnh hưởng tới cái tóc. Rồi chúng ta có một số cái sản phẩm mà của Oriflame nè, nó liên quan tới cái hair X của Oriflame nè, thì đây là trong bên các bạn mỹ phẩm cũng có cái sản phẩm này, thì chúng ta có thể sử dụng để chúng ta bảo vệ tóc ha. Thì đối với cái bài hôm nay á, thì mình nói về hair and nail. Các bạn biết nail rồi đúng không ạ? Nail là móng á. Các bạn khi mà các bạn nghe ai ở Mỹ về hoặc là Việt kiều này kia thì hay nói là qua bên Mỹ làm nail á. Làm nail là chính cái từ này các bạn. Cái từ nail mà là cái từ và tiếng Anh á, ý là nói là móng á, thì đó là một cái công nghệ của Việt Nam. Mình qua bên kia mà mình cũng nhờ làm móng cho nên người Việt Nam mình mới có thu nhập rồi rất là giàu ha. Nhờ cái gọi là cái công nghệ mà làm móng, tại vì nước ngoài á, tụi nó rất là thích chăm chút cái móng tay ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái bài móng nha các bạn ha. Đó là xong cái bài cái phần tóc rồi ha. Mình chuyển sang một cái đề tài tiếp theo là móng. Thì cấu tạo của sự phát triển móng là gì thì các bạn biết rồi. Mình á, có cái móng tay và hầu như là ngày nào nó cũng mọc ra mà chúng ta không biết. Cứ một ngày nó vậy, nó mọc ra khoảng độ 0,1 ly đúng không ạ? Và móng tay thì nó mọc nhanh hơn móng chân, chắc là do chúng ta hay cắt móng tay nhiều mà móng chân chúng ta ít cắt. Cái gì mà chúng ta cắt đi cắt lại á, thành ra thì nó sẽ mọc ra rất là nhanh. Và chúng ta cắt cái bên ngoài thôi, thì các bạn nhìn lại nè, dưới cái móng này là một cái mô nha, cái mô liên kết đó, nó tạo ra một cái nếp dưới móng nè, ở trên là phiến móng, và cái móng này nè chúng ta có thể nhìn xuyên qua, chúng ta thấy được cái màu hồng là sao, là do những cái mạch máu li ti nó nằm ở dưới cái mô móng này nè. Chúng ta cho nên nhiều khi các bạn thấy là gì, nhiều khi chúng ta bị đứt cái móng này nè, nó phạm vô trong cái thịt này nè, là nó ảnh hưởng tới cái, nó có thể viêm móng hoặc là nó có thể bị nhiễm trùng cái móng ha. Thành ra chúng ta cẩn thận. Thì nếu chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy là móng nó có 3 lớp. Đầu tiên là lớp sừng keratin, thì hồi nãy mình cũng nói rồi, cái sừng nè, lớp sừng keratin nó có ở da nè, nó có ở móng nè, nó có ở tóc đúng không ạ? Đây là cái lớp ngoài cùng, và chúng ta thấy được cái móng, chúng ta thấy được cái lớp sừng này. Tại sao nó là tiếp giáp về cái lớp liềm và phiến móng? Đây nè, các bạn thấy là gì? Cái liềm móng là chỗ này. Cái liềm móng là cái chỗ mà các bạn thấy là nhiều khi nó có một cái vành, cái vành nhỏ nhỏ đó, nó hơi, cái màu nó hơi trắng một chút đó. Còn cái phiến móng thì là sao? Nó lại tiếp giáp với lại cái giường móng ở đây, đúng không? Rồi nó có nhiều mạch máu nuôi dưỡng. Cái giường móng là mô mềm, nó nằm ở dưới ha, đây cái đoạn này nè các bạn. Rồi nó phát triển liên tục và nuôi dưỡng băng đờ móng. Thì các bạn biết là gì, hair nail á ha, thì chúng ta sẽ tác động vào cái lớp nào? Cái lớp giường móng với cái lớp mầm móng này. Còn chắc chắn là chúng ta không tác động vô cái lớp sừng. Đó, lớp sừng là lớp ngoài cùng. Chúng ta trang trí, chúng ta sơn hoặc là chúng ta trang điểm trên cái móng á, thì chúng ta trang điểm trên cái lớp sừng keratin. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái hair nail á, thì chúng ta thấy là gì? Nó tác động lên cái lớp mầm móng nè, tức là phần rễ. Nó nằm bên trong á, để nó tạo ra một cái nơi. Thì móng có liên quan tới sức khỏe không? Các bạn thấy là sao? Nó có đúng không ạ? Tại vì sao? Nếu mà chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy là gì? Nó là chỉ điểm cho vấn đề sức khỏe. Tại sao? Tại vì có những số trường hợp chúng ta bị thiếu chất. Ví dụ như là gì? Chúng ta thiếu cái vitamin B, thì các bạn sẽ thấy là cái móng á, nó sẽ có những cái đường trắng trên cái móng tay á. Bác sĩ khi mà người ta khám bệnh á, bệnh nhân á, thì người ta nhìn vào cái móng tay, người ta cũng có thể phát hiện ra một số bệnh. Ví dụ như là thiếu vitamin, hoặc là thiếu khoáng chất, ví dụ thiếu canxi, hoặc là thiếu kẽm. thì nó sẽ xuất hiện ra được cái rãnh dọc, nó ảnh hưởng tới ví dụ như bệnh lý về gan nè, bệnh lý về thận nè, đường ruột nè, hoặc là những bệnh lý mãn tính về tim mạch máu vân vân. Các bạn biết cái những người bệnh tim, các bạn đố các bạn là móng nó màu gì các bạn? Những người bệnh tim các bạn sẽ thấy những người bệnh tim họ cái móng họ nó sẽ màu sậm nha, cái máu họ rất là sậm và họ màu tím, nó sậm rất là đậm màu tím. Thì tại sao? Tại vì các bạn biết là gì? Lý do là tại sao cái móng của những người bệnh tim màu tím là vì cái lượng oxy rất là thấp, mà cái lượng CO2 nó tăng, thành ra nó làm cho cái máu là máu bầm cái máu nó có nghĩa là cái lượng tại vì khi mà bệnh tim các bạn cái oxy nó bão hòa, nó thấp, thành ra là cái nhiều đứa bé mà các bạn biết nhiều khi nó ngạt thở hoặc là nó bị bệnh tim nó bị tím tái các bạn, cái da tím tái thì cái người bệnh tim cũng tương tự, họ có cái màu sắc của cái máu nó khá là sậm màu, cho nên nó tím hơn. Rồi khi mà chúng ta bị chấn thương, bị gãy móng thì chắc chắn là cái móng nó sẽ phục hồi, nhưng mà đôi khi nếu mà nó phạm vô trong cái giường móng, cái mầm móng thì đôi khi chúng ta có thể là phải phẫu thuật. Tại sao? Thì ở đây cái nguy cơ mà nhiễm trùng rất là cao. Có những người các bạn biết là gì? Cái móng nó mọc ra thôi nha, mà cuối cùng mà không đi cắt nó phạm vô trong cái da đó, cuối cùng nó lại sưng lên, nó sưng to rồi nó nhức, nó đau. Đặc biệt là móng chân các bạn, móng tay thì ít nha. Có những cái bạn mà tôi thấy cũng phải ra tiệm để mà cắt tỉa cái móng. Tại sao? Tại vì cái móng nó cứ mọc dài ra, và đôi khi nó lại cắt vô trong cái thịt, nó vô cái da, rồi nó lây nhiễm trùng, nó gây những cái ảnh hưởng. Thì đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý ha. Rồi như vậy thì chúng ta thấy là gì? Móng nó có vai trò là đầu tiên là giúp cho cơ thể hoạt động. Tại sao? Tại vì nó sẽ là ở ví dụ như là con vật các bạn biết là từ thời tiền sử ngày xưa là chúng ta còn cái vượn người các bạn, chúng ta săn bắt hái lượm thì sao? Chân của chúng ta cũng là phải co, phải dùng. Đôi khi chúng ta sẽ phải hoạt động, đào bới này kia, leo trèo, rồi cào cấu thì đường thường là gì? Nữ thì mới cào cấu thôi, đúng không? Dùng cái móng tay cũng là một cái vũ khí để mà gọi là, ví dụ nam thì người ta dùng nắm thôi, còn nữ là dùng cái móng tay để mà gọi là chống lại đôi khi chúng ta va chạm với lại khác giới ha. Rồi cái tiếp theo thì các bạn thấy là gì? Bảo vệ cho chúng ta chống cái chấn thương, tức là cái móng tay các bạn. Đôi khi là nó sẽ bảo vệ cho cái lớp dưới của cái móng đó, nó có rất nhiều cái thần kinh ở đầu chi, nó có rất nhiều cái thần kinh. Rồi đôi khi chúng ta cũng thông thường cảm giác. Tại sao? Chúng ta có rất nhiều cái hoạt động cái lực đó. Chúng ta đôi khi các bạn thấy là gì? Chúng ta gõ vô trong cái trái dừa. Đôi khi bác sĩ đi khám bệnh cũng vậy, cũng lấy cái móng nè, chúng ta gõ vào bụng, hoặc là chúng ta nghe thử âm thanh nó như thế nào. Thì chúng ta cũng cần cái móng để chúng ta tạo ra những cái cảm giác, để chúng ta tìm xem cái âm thanh nó như sao ha. Thì nó cũng là một cái cách để chúng ta có cái cảm giác. Rồi cái giữ ẩm và ngăn vi khuẩn, cái lớp biểu bì của móng nó cũng giúp cho bảo vệ bằng tránh cái vi khuẩn nó xâm nhập vào trong cái lớp ở dưới cái móng đó. Rồi tăng vẻ đẹp nữa ha. Đây là đặc biệt đối với phụ nữ nè, rất là thích đi sơn móng tay, rồi đi sơn móng chân, rồi tạo ra một cái gel mình thấy đắp những cái bột trên cái móng đó để tạo ra, hoặc là móng tay nó để dài nè. Thì cái công nghệ làm móng cũng phát triển lắm các bạn. Thì đôi khi mình thấy có một số chị em là đi làm móng dạo tức là cứ tới hết nhà này tới nhà kia, cứ tới ngồi, mà nói chung là mấy bạn mà nữ sướng lắm. Nói chung là ngồi trên ghế cao, bắt đầu đưa cái chân lên, cái đạp lên cái đùi của bạn kia, rồi các bạn đi làm móng đó, như là tối ngày cứ ngồi cặm cụi ha, mài dũa làm sao cho đẹp, rồi cuối cùng lấy mấy chục ngàn ha, ăn tiền ha. Rồi nó còn là vũ khí tự vệ ha, rồi đôi khi cảnh báo với dấu hiệu bệnh tật ha. Thì nó tóm lại là móng có rất là nhiều cái vai trò quan trọng của thể. Thì ở đây mình thấy là gì? Là có một số cái nguyên nhân nó làm cho cái móng nó bị hủy do chúng ta tẩy cái sơn. Đây là một trong những cái mà các bạn thấy là gì? Khi mà chúng ta sơn thì chúng ta tạo ra một cái lớp bọc ra cái móng các bạn ha. Thì đôi khi chúng ta tẩy sơn, chúng ta acetone, thì cái hóa chất nó sẽ tác động trên cái móng các bạn. Hoặc là đôi khi chúng ta va chạm trong sinh hoạt, các nhiều bạn nữ dục giặt đồ, chúng ta cứ giặt đồ thì chúng ta vò đồ, hoặc là chúng ta chà đôi khi nước nè, nước sinh hoạt hoặc là hóa chất, hoặc là xà bông, hoặc là những cái gì đó nó sẽ ảnh hưởng trên cái móng đó. Hoặc là đôi khi có một những người có tật là cắn móng tay cứ vô cứ cắn mà cắn đến nỗi mà các bạn biết là gì, nó vô trong cái chỗ nó phạm vô trong cái thịt luôn. Đó là những cái mà chúng ta không nên ha. Hoặc là chúng ta dùng để chúng ta khui, chúng ta cậy một số cái vật dụng á, thì nó sẽ gãy móng các bạn. Đôi khi sơn móng tay hoặc là sơn móng chân, hoặc đắp bột vân vân, hoặc là đặc biệt là cái thiếu dưỡng chất. Đây là một trong những cái nguyên nhân mà nó làm cho chúng ta sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng của móng. Thì một số cái bệnh của móng thì các bạn thấy là gì, người ta gọi là chín mé nè, chín mé, hoặc là nó có những cái bệnh nó gọi là viêm nhiễm á. Thấy đôi khi là mất cả một cái 1/3 cái móng này luôn các bạn ha. Thì do ảnh hưởng của những cái tình trạng ví dụ như là viêm hoặc là nấm, hoặc là nó có những cái nhiễm trùng, nó ảnh hưởng tới cái móng ha. Thì nếu mà sưng đỏ đau hoặc là nó nặng á, thì chắc chắn các bạn lên phải là đi khám bệnh nha, để tránh cái nguy cơ mà nó gây nhiễm trùng cả toàn thân ha. Như vậy tóm lại là chúng ta cần phải chăm sóc và chúng ta bảo vệ móng ha. Đầu tiên là chúng ta phải có dinh dưỡng hợp lý ha. Hồi nãy mình có nói rồi là có những cái chất này, sắt nè, selen nè, kẽm nè, hoặc là những cái protein đó, nó cần thiết để chúng ta nuôi dưỡng móng. Thứ hai là chúng ta nên uống nước nhiều. Tại sao? Tại vì uống nước nhiều nó tạo ra một cái lớp da, tạo ra một cái nước lớp giống như là chúng ta bón, chúng ta tưới nước cho cây vậy các bạn ha. Thì da chúng ta cũng có cái lớp tóc, rồi lớp móng cũng vậy ha. Nếu chúng ta uống nước nhiều thì nó giúp cho cái hoạt động của những cái chất mà nó nằm ở trên da đó ha, nó tốt hơn. Rồi tránh chúng ta làm móng treo, những cái đắp bột hoặc là những cái mà chúng ta sơn sản phẩm, ví dụ làm móng. Nhưng là làm đẹp thì được ha, nhưng mà chúng ta tiếp xúc với lại hóa chất nhiều quá, chúng ta coi như là cứ làm thì móng nó cũng bị tiếp xúc với hóa chất đó, thì nó sẽ ảnh hưởng. Hoặc là chúng ta không nên dùng cái móng để chúng ta khui những vật cứng. Và chúng ta nhớ cắt ngắn móng tay đi. Tại vì sao? Tại vì đôi khi chúng ta để móng tay dài quá đó, thì chúng ta va chạm thì nó sẽ bị đứt, nó sẽ bị gãy. Và cuối cùng là chúng ta nên dùng những thực phẩm mà bảo vệ sức khỏe nó có bổ sung axit amin. AA đây là các bạn biết là axit amin đó, nó gồm có 2 thành phần, gồm cái cysteine với lại cái lysine, hai cái đó, hoặc là selen, kẽm, hoặc là vitamin C. Đây là những cái chất mà nó giúp cho nó bảo vệ cái chất lượng móng. Thì đây là 4 cái khoáng chất cũng như là cái vitamin mà nó ngừa những cái gãy móng. Thì cái thực phẩm mà có nhiều kẽm các bạn ha, thì các bạn sẽ thấy là gì, có trong gì, trong nấm nè, trong cá ha, trong những cái thức ăn và thực vật á. Rồi những cái thực phẩm mà chúng ta thấy là nó có sắt nè, thì cái gì mà màu đỏ đúng không, huyết nè ha, hoặc là rau dền, hoặc là những cái rau mà nó màu đậm á, thì nó có nhiều chất sắt, iron này nè, có nghĩa là sắt. Còn vitamin C các bạn biết rồi, đơn giản thôi, chúng ta uống những nước cam nè, hoặc là ăn táo nè, rồi ăn nho nè, hoặc là những ăn cái trái thơm, tức là những cái trái cây ấy, nói chung thì nó cung cấp cho chúng ta nhiều vitamin C. Thì cái tiếng Anh nó gọi là acid ascorbic, tức là cái chất mà chống oxy hóa, cũng như là nó tạo ra collagen cho cái tóc, cái móng. Rồi cuối cùng là vitamin nhóm B thì có rất nhiều trong cái trứng gà này các bạn ha, rồi trong những hạt đậu nè ha, thì nó tốt cho cái tóc và móng ha. Thì ở đây mình sẽ tập trung vào cái sản phẩm. Ở đây các bạn biết là gì, cái hộp này nè, thì các bạn cũng biết rồi, nó có 42 viên. Ở đây nó có số 42 nè, 42 viên, tức là có 3 vỉ, một vỉ là 14 viên. Và chúng ta một ngày chúng ta uống 2 viên nha, chúng ta uống 2 viên một ngày. Và cái sản phẩm này á, thì nó sẽ giúp cho tóc và móng khỏe đẹp từ bên trong. Đây là cái nó gọi là từ cái tạo được cái dinh dưỡng á, tốt cho tóc và móng ha. Rồi chúng ta cũng lưu ý rằng là gì, chúng ta không trông cậy chỉ vào trong cái sản phẩm này thôi nha. Chúng ta cần phải có một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng. Chúng ta muốn được đẹp mà tổng cả một cái tổng thể đó, chúng ta cần phải có một chế độ ăn dinh dưỡng tốt, tránh cái nguy cơ mà chúng ta thiếu chất. Đôi khi chúng ta bị thiếu những cái sắt, kẽm, selen thì chúng ta sẽ làm cho tóc nó xỉn màu và cái móng nó sẽ bị đứt và dễ gãy. Và cuối cùng thì chúng ta nên bổ sung. Thì ở trong cái thành phần của cái này nữa các bạn, thì nó có đầy đủ cho các bạn rồi đúng không? Nó có kẽm nè, nó có 2 cái axit amin. Các bạn biết là 2 cái amino acid này nè, là tên là, một là L-lysine và 2 là cái L-cysteine. Thì đây là 2 cái axit amin quan trọng để mà nó xây dựng cái lớp sừng á, cái lớp mà keratin á. Đây là cái thành phần chính của tóc, của móng ha. Thì các bạn thấy là gì, đây là 2 cái thành phần và khá là quan trọng. Tí nữa mình sẽ nói kỹ về 2 cái amino acid này, hay là gọi là axit amin đó ha. Rồi đây là những cái cách mà chúng ta chiết xuất từ thực vật, nuôi dưỡng và chăm sóc tóc. Và chúng ta cũng nên trang bị một số cái lược nha các bạn. Tại vì sao? Nhiều khi các bạn thấy là gì? Chắc chắn là chúng ta không ra đường mà chúng ta để mà đầu bù tóc rối được, đúng không? Chúng ta phải, nữ đặc biệt khi chúng ta phải có một cái lược. Nhưng mà nếu mà chúng ta tóc mà rối quá, chúng ta dùng cái lược mà chúng ta chảy mạnh ra thì đôi khi chúng ta lại làm rụng tóc, chúng ta làm tổn thương tóc. Thành ra các bạn nhớ là gì? Chúng ta có nhiều cái lược nha. Có những cái lược thưa nè, hoặc là có những cái lược chuyên để chải tóc á. Nếu mà trường hợp tóc rối thì chúng ta sẽ dùng những cái lược mà nói chung nó có những cái răng á, nó rộng hơn để tránh cái nguy cơ. Nói chung là chúng ta sẽ dưỡng nó hơn, tránh cái mà làm mạnh tay quá ha. Rồi tiếp theo thì nó có những cái chiết xuất của táo ha. Ở đây là các bạn thấy là gì? Trong cái chiết xuất táo thì có là flavonoid, nó có là vitamin B2. Thì đây là một cái hoạt tính trong cái sữa rất là tốt để nó bảo vệ những cái chất mà nó gọi là gốc oxy, gốc tự do là oxy hóa. Rồi ngoài ra sắt thì các bạn biết rồi, đây là một khoáng chất rất là tốt. Có một số trường hợp mà nó bị là thiếu máu thiếu sắt thì các bạn thấy là nó bị sao? Nó làm cho cái tóc nó rất là dễ rụng, nó rất là giòn, đặc biệt ở nữ nha. Ở nữ nếu mà thiếu sắt thì nó sẽ ảnh hưởng. Đây là một số cái thành phần enzyme và nó bảo vệ cho tóc ha. Rồi các bạn nhìn nè, nếu mà chúng ta có cái tình trạng mà móng nó bị sơ, bị gãy, hoặc là nó bị mọc không đều, tức là nó nhiều khi nó không ra. Đây là trước nè, sau khi chúng ta uống xong thì các bạn thấy là gì? Cái móng á, nó ra rất là đẹp, đúng không ạ? Nó có tạo ra một cái viền, những cái lớp mà liềm móng á, nó ra rất là đẹp, và nó nhìn cái màu da của nó cũng vậy các bạn. Nhìn cái màu da. Nhưng mà nhớ là các bạn xài khoảng độ phải 3 tháng nha. Chúng ta muốn có kết quả mà từ những cái thành phần mà gọi là để nó tạo cái dinh dưỡng cho tóc á, hoặc là móng á, thì các bạn nhớ là chúng ta phải dùng thường xuyên, 1 ngày 2 viên, và kéo dài khoảng 3 tháng như vậy, tức là khoảng độ 3 hộp á, 3 hộp đó thì chúng ta mới có được cái kết quả tốt. Thì ở đây nè, mình thấy là cái 2 cái axit amin nó gồm có lysine với là cysteine. Các bạn chỉ cần nhớ là cái axit amin này chính là giống như protein thôi, hay là đạm thôi. Đây là những cái chất quan trọng để xây dựng cái lớp sừng, keratin, và thành phần chính của móng và da. Còn cái vitamin C các bạn, cái tiếng khoa học của nó người ta gọi là axit ascorbic, là vitamin tan trong nước. Nhưng mà nếu mà các bạn biết là vitamin tan trong nước thì chúng ta không thể nào chúng ta dự trữ được nha, là chúng ta phải bổ sung hàng ngày. Tại sao? Tại vì tan trong nước thì sao? Nó lại chuyển hóa, nếu mà chúng ta uống nhiều quá thì sao? Nó lại chuyển hóa ra qua thận, rồi nó đi tiểu ra cũng hết. Nói chung là chúng ta phải uống hàng ngày. Đó là cái lý do tại sao vitamin C nè nó không có dự trữ. Vitamin tan trong dầu thì nó dự trữ được, ví dụ vitamin A nè, vitamin D nè, vitamin E nè, rồi vitamin K. Thì đó là 4 cái vitamin nó có thể dự trữ bên trong cơ thể chúng ta được nếu chúng ta uống một thời gian dài. Nhưng mà đối với vitamin C hoặc là vitamin B vân vân là nó sẽ không có dự trữ được ha. Thì cái vitamin C này nè, nó còn tạo ra một cái tình trạng là gì? Là chống oxy hóa, đúng không? Nó hỗ trợ hình thành collagen cho cái chức năng của da, rồi nó tăng khả năng hấp thụ sắt luôn. Nếu chúng ta uống vitamin C kết hợp với sắt nè thì 2 cái này nó sẽ tăng tác dụng với nhau, và nó tạo một cái lớp sừng ở thân tóc. Thì đó là những cái lợi ích của cái hair nail. Thì đây các bạn thấy là gì? Tóc mà khỏe nè, chắc nè, mượt nè, là nhờ cái gì? Chúng ta bổ sung những cái kẽm, selen, thì nó giúp cho hỗ trợ cái tóc dày, đúng không? Nhiều khi á, các bạn uống vô xong một thời gian các bạn thấy gì? Nó có tóc con mọc ra, đúng không ạ? Đôi khi các bạn bị rụng tóc á, nó sẽ giảm rụng tóc mà tóc con nó mọc ra. Và sau đó sao? Chắc nó sẽ, các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ rất là chắc, đúng không ạ? Một thời gian sau. Rồi những cái chiết xuất của nó sẽ giúp cho cái chất. Các bạn lưu ý là chúng ta nên dùng trong vòng 3 tháng nha. Nói chung là chúng ta phải có sự kiên nhẫn, là để chi, để tại vì sao lại mà thấm từ từ. Đầu tiên là chúng ta uống qua đường miệng, đó nó vào trong bào tử, nó thấm qua máu, rồi từ máu nó mới đến những cái nơi mà nó cần đến, tóc nè, da nè, rồi móng rồi vân vân, thì nó tạo ra được một cái sự nuôi dưỡng tốt, thì dần dần nó mới tạo ra được cái tác dụng. Rồi Thanh thì tổng kết lại thì nó sẽ có một số cái sản phẩm là dưỡng tóc này các bạn, hoặc là một cái keo xịt tóc, hoặc là một số cái ở bên các bạn mà Oriflame mà bên thẩm mỹ thì mỹ phẩm thì các bạn rất là rành về cái này rồi ha. Rồi kết lại thì một cái câu mà các bạn thấy là vẻ đẹp bên ngoài bắt nguồn từ sức khỏe bên trong. chắc chắn là chúng ta muốn đẹp, muốn khỏe, muốn có một cái mái tóc đẹp, một cái bộ móng mà nó khỏe, thì chúng ta cần phải có cái nhiều cái yếu tố cùng cộng lúc, từ cái tinh thần, rồi cái dinh dưỡng, rồi cái bổ sung chất. Thì Thanh kết cái bài này ở đây. Thì không biết là các bạn có câu hỏi gì, hoặc là chúng ta có thể trao đổi thông qua hỏi trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể trao đổi trực tiếp cũng được. Ở đây anh thấy có một số câu hỏi của các bạn đây nè. Đầu tiên là gì à? Câu hỏi của Tú ha, Đảm ha. Dùng tóc bạc sớm dùng gì ạ? Rồi các bạn ơi, hồi nãy mình có đề cập tới cái chuyện mà tóc bạc các bạn ha, thì nó lại liên quan tới sắc tố nha ha. Hồi nãy các bạn nhớ cái slide mà Thanh đề cập á, cái tóc bạc á, thì để Thanh quay lại cái slide đó để các bạn, nó có nhiều lý do lắm ha, nó có nhiều lý do lắm. Nhưng mà một trong những lý do đó là cái di truyền nè ha, hoặc là do đàn ông thì nó bị nam thì trầm cảm, còn nữ thì do stress ha. Đây nè, lý do về tóc bạc đó bạn. Thì ở đây bạn thấy là gì? Tóc bạc là do di truyền, đúng không ạ? Hoặc là do sắc tố, nó có cái melanin này, hoặc là do hút thuốc, hoặc là do stress, do chấn thương tâm lý, hoặc là do rối loạn nội tiết, v.v. Thì nếu mà các bạn bị tóc bạc á, đầu tiên các bạn sẽ phải tìm hiểu có cái nguyên nhân, mà nguyên nhân nội tiết hay không, đúng không ạ? Hoặc là nguyên nhân di truyền hay không. Nếu mà do di truyền hoặc là do nội tiết ha, thì lúc đó các bạn phải đi nói chung là đi kiểm tra về xét nghiệm máu nè ha, rồi xét nghiệm về cái thành phần của những cái nội tiết tố vân vân, để các bạn tìm xem là gì, nó là do bệnh bạch tạng, hay là bệnh thiếu máu, hay là do rối tuyến yên, rối loạn tuyến giáp. Nó có những chất gọi là tyrosine nè, mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề tóc bạc. Hoặc là di truyền thì thôi, nói chung là đã di truyền thì cũng hơi khó. Tại vì sao? Tại vì nó từ cái tài sản, nói chung là những cái kết quả của từ ông nội rồi tới cha mẹ cho chúng ta ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta tìm hiểu, nếu mà bị cái tóc của chúng ta dừng sản xuất melanin, đúng không? Hoặc là chúng ta uống thuốc, thí dụ mà bạn đó là nam, hút thuốc lá nhiều thì sao? Thì chúng ta phải ngưng thuốc lá thôi, đúng không? Rồi dưỡng stress nè, chúng ta giảm đi nguy cơ stress. Còn nếu đặc hợp mà thiếu dinh dưỡng thì lúc đó chúng ta sẽ cần phải có cái sản phẩm nó gọi là gì ạ? Hair and Nail Nutri Complex. Nói chung là khi mà chúng ta bị tóc bạc thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu được cái nguyên nhân gây tóc bạc, và chúng ta sẽ theo cái cách để đó để chúng ta xử lý ha. Rồi đó là trả lời câu hỏi cho Tú. Câu hỏi tiếp theo của Thanh Nghe: bác sĩ ơi, có khách dùng wellness tóc vô sao nó bị rụng nhiều hơn, lý do sao vậy bác? Rồi bây giờ vậy này các bạn sẽ tìm hiểu xem là lý do rụng tóc nha. Tại vì sao? Theo Thanh nghĩ không phải là do các bạn dùng thuốc mà nó tăng cái sự rụng tóc, không phải, mà là do là gì nè, bản thân chúng ta dùng một cái dầu gội nào đó, chúng ta phải để ý thôi, một cái loại dầu gội mà nó làm cho rụng tóc thì chúng ta phải ngưng, đúng không ạ? Hoặc là sao? Đôi khi chúng ta căng thẳng, chúng ta bị lo lắng, tức là trong một cái giai đoạn nào đó chúng ta bị ảnh hưởng, hoặc là chúng ta bị rối loạn nội tiết tố. Giả sử chúng ta có những cái stress, lo lắng, hoặc là chúng ta dùng thuốc. Tức là nhiều khi chúng ta dùng thuốc á, nó cùng lúc với lại chúng ta dùng những cái sản phẩm của Oriflame mà chúng ta không biết. Cho nên tốt nhất là gì nè, chúng ta sẽ phải ngưng cái Oriflame đó ha, chúng ta dùng wellness mà nó là hair nail á, chúng ta ngưng lại xem tình trạng rụng tóc đó có nhiều như vậy hay không. Nếu mà vẫn nhiều như vậy là đó là không phải là do cái thuốc, do cái Oriflame rồi ha. Thành ra theo Thanh nghĩ thì nó không phải là do cái nguyên nhân này. Tại vì sao? Cái Oriflame á, cái mà mình gọi là hair nail á, là sao? Nó sẽ tăng cái gì? Nó sẽ tăng cái collagen, đúng không? Nó tăng cái keratin, nó tạo ra melanin vân vân, và nó giúp cho kích thích tóc. Nó có thể rụng nhưng mà sao? Nó có những cái mầm tóc, cái tế bào tóc ở dưới nó mọc lên và nó thay cho cái tóc rụng mới. Thành ra là coi lại cái tóc rụng đó nó có những cái sợi tóc con nó mọc ra hay không. Nếu mà tóc đó rụng mà do cái tóc con nó mọc ra thì sao? Đây là một cái hiệu quả, cái tác dụng của cái cái hè neo á, nói chung là nó rụng nhiều hơn, nhiều khi tóc con nó mọc ra nhiều hơn. Đúng rồi. Thì đó là câu trả lời cho Thanh Nga nha. Rồi tiếp theo á, là câu hỏi của ở Hồ Chí Minh là bé Trịnh nè. Móng tay em hay bị gãy và mềm, em cần dùng cái NSG nào để bổ sung ạ? Thì đây là một trong những cái mà các bạn nên dùng cái hand nail. Đây là một trong những cái mà các bạn, tại sao? Tại vì gãy và mềm đó các bạn. Thì thường là gì nè, đôi khi do cái thành phần của cái móng đó các bạn, nó chưa tạo ra cái chất sừng đủ cái keratin. Mà muốn tạo ra đủ cái keratin, đủ chất sừng để mà nó bảo vệ, mà nó cứng đó, thì sao? Là cái dinh dưỡng. Đúng không? Thành ra là đương nhiên tụi em bạn bé Trịnh nè, là cần phải có một cái đồng bộ nha. Chúng ta là giảm stress nè, đúng không? Chúng ta ăn uống là một cái chế độ ăn cân bằng, hợp lý. Chứ chúng ta đừng có ỷ lại vô chỉ có một cái sản phẩm mà hand nail này nó giải quyết hết các cái, là không phải. Mà nó sẽ, nó gọi là thay đổi lối sống đó. Rồi chúng ta sẽ thấy là gì, cái kết quả nó đi kèm. Chúng ta nói tóm lại là chúng ta nên đồng bộ rất là nhiều yếu tố, tìm hiểu xem là cái gãy mau gãy mềm đó là nó do là gì, do có phải nguyên nhân từ cái bệnh tật hay không. Chúng ta phải loại bỏ trước, loại bỏ những cái bệnh về móng nè. Rồi đương nhiên chúng ta là hay dùng để mà dụng cụ để chúng ta nói chung là chúng ta làm tổn thương nó nhiều quá. Nếu mà đúng mà chúng ta xác định là do dinh dưỡng á, thì chúng ta nên bổ sung. Và thời gian phải là 3 tháng nha. Chúng ta đừng có nghĩ rằng trong vòng khoảng độ một vài ngày hay là một vài tuần á, thì chúng ta thấy ngay là không hiệu quả nhanh như vậy đâu. Rồi tiếp theo, Ngọc Điệp nghe bác nói tóc bạc sớm bắt đầu từ 20-25 tuổi, còn những bé còn nhỏ tiểu học mà bị bạc thì sao ạ? Bác có nguy hiểm không? Rồi, ok, có các bạn, có một số bé nó còn học nhỏ thôi, nó học ví dụ như là 3 lớp 5 nó vẫn có tóc bạc, là cái đó là do di truyền rồi. Mà di truyền rồi thì thôi các bạn đừng có mong rằng là cái hand nail nó giải quyết vấn đề. Các bạn sẽ phải đôi khi phải sống chung với lại cái chuyện tóc bạc mà do di truyền các bạn. Tức là do chúng ta chỉ trách cha mẹ, trách ông bà, tại sao chúng ta lại để chúng ta thừa hưởng một cái hậu quả là tóc bạc sớm. Chứ còn nó không có nó nguy hiểm thì nó cũng chẳng có nguy hiểm gì, nó chỉ có cái thẩm mỹ thôi. Tức là đôi khi chúng ta, những đứa nhỏ đó mà chúng ta ra đường mà chúng ta thấy thì nó cũng thấy nó cũng hơi kỳ kỳ, tại vì nó nhỏ mới lớn mà sao lại nó lại tóc bạc như vậy. Thì không nguy hiểm gì cả, nó không có ảnh hưởng gì, trừ trường hợp bạch tạng nha. Nếu mà bạch tạng thì đó là một cái bệnh rồi đó, có nghĩa là tất cả nha, nếu mà các bạn thấy bạch tạng thì tóc nó cũng trắng, nó cũng bạc, mà da nó cũng trắng luôn. Nói tóm là gì, nếu mà ngoài tóc ra mà còn có những cái chỗ khác mà nó cũng trắng luôn thì đó là coi chừng bệnh bạch tạng. Và bệnh bạch tạng thì đương nhiên nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Nó cũng có những ảnh hưởng của nó. Rồi tiếp theo mình có bạn lên nè, hỏi là nếu không sấy tóc sau khi gội thì sẽ bị nước ngấm vào đầu gây đau đầu đúng không bác Thanh? Không các bạn ơi. Nhiều người cứ nghĩ rằng, các bạn biết là gì, nước mà, đúng không? Các bạn thấy là gì, nhiều khi chúng ta tắm vô, chúng ta gội đầu vô, chúng ta tự nhiên chúng ta thấy rất là sảng khoái, đúng không? Chúng ta gội đầu, chúng ta dùng cái tay nè, chúng ta miết trên cái da đầu và chúng ta gội, chúng ta cà, chúng ta tạo ra là sao, kích thích những cái tế bào, những cái mạch máu bên trong cái da đầu á. Và sau khi chúng ta tắm xong, chúng ta ra ngoài chúng ta thấy sao? Chúng ta thấy rất là khỏe. Chúng ta nhiều khi chúng ta đang nhức đầu, nhiều khi chúng ta đang mệt mỏi, rồi nhiều khi chúng ta đi làm về chúng ta thấy bụi bặm mà chúng ta thấy rất là khó chịu, nhưng mà chúng ta tắm xong tự nhiên ta bước ra một cái chúng ta thấy là rất là thoải mái, rất là sảng khoái, rất là kia. Còn chúng ta cứ để nước do da đầu đó thoải mái, nói chung là chúng ta cứ để, nếu chúng ta không thích thì chúng ta cứ lấy một cái khăn thấm vô để mà chúng ta làm khô, còn nếu không thích cứ để da đầu đó ướt. Và đảm bảo với các bạn là gì, nước ngấm vô da đầu tốt, không bao giờ có cái chứng mà đau đầu mà vì nước ngấm vô đó. Các bạn nghe đôi khi dân gian người ta hay nói là nước ngấm vô da đầu đó, không có nha. Cái đó chỉ là đôi khi người ta suy nghĩ, người ta suy diễn thôi ha. Rồi câu tiếp theo là Galaxy 21%. Em hỏi bệnh bạch tạng tay chân nó nốt đốt trắng, chân tay nói dùng thuốc này được không bác? Mình chưa hiểu cái ý bạn Galaxy 21% này ý nói là gì. Cho em cho hỏi bạch tạng, tay chân nổi đốm trắng, tay chân nổi đốm trắng, đúng rồi, tay chân nổi dùng thuốc này được không bác? À hiểu rồi, ok. Tức là thế này các bạn ơi, các bạn đừng có quy kết rằng là cái hair and nail mà Nutri Complex này nó điều trị được cái bệnh bạch tạng nha. Không được ha, không được. Bạch tạng là một cái bệnh di truyền rồi các bạn ha, một cái bệnh mà nó mang tính chất là do gen, do những cái nó liên quan tới rất nhiều cái các bạn. Nó không thể nào các bạn không thể nào mà dùng cái hair nail để trong trường hợp mà hết bạch tạng được, không được. Nó có những cái nốt đốt trắng mà chúng ta, cái trường hợp này các bạn phải đi bác sĩ da liễu ha, hoặc là đi những cái nơi mà nó chuyên về da đó ha, để chúng ta tìm hiểu coi là điều trị cái bệnh bạch tạng như thế nào, chứ còn nó không có giải quyết được cái vấn đề này ha. Rồi tiếp theo Tú Đảm hỏi là em có khách bị tiểu đường nhưng khi dùng wellness stop khách phản hồi đường huyết lên cao, liệu cái trường hợp này có xảy ra không thưa bác? Bây giờ vậy nè, nếu mà em nghi ngờ rằng cái hair nail này nè nó có gây tăng đường huyết thì em có thể giải thích là tại sao không? Tại vì nếu mà chúng ta nhìn vô trong cái thành phần của cái hair nail nha, chúng ta không thấy có đường, đúng không? Tại vì sao? Nếu mà em dùng một cái sản phẩm ha, mà trong đó nó có ghi chữ là gì? Sugar đó, sugar là đường ha, hoặc là gì? Là glucose nè, hoặc là gì? Là fructose, hoặc là maltose, hoặc là saccharose, hoặc là một cái gì đó, nói tôi là dextro nè. Tại vì cái từ đường các bạn hiểu là gì? Trong y khoa các bạn nó có rất nhiều cái từ để mà nó tượng trưng cho cái chữ đường, đúng không? Mình Việt Nam mình có một cái chữ đường thôi, nhưng mà nước ngoài nó có cả chục cái chữ để nó nói về đường, đúng không? Mình nhắc lại nha, có thể là đường saccharose nè, có thể là đường maltose nè, có thể là đường glucose nè, có thể là đường dextro nè, có thể là đường vân vân, sugar cũng là đường. Nói tóm lại có rất nhiều đường. Thì mình nhìn đi nhìn lại trong thành phần wellness đó, mà cái hair nail này nè nó không có đường, mà nếu đã không có đường thì nó cũng không có lý do gì để nó làm tăng đường huyết, đúng không? Thành ra thì các bạn sẽ xem lại xem là đôi khi các bạn uống cái hair nail này cùng lúc với, đôi khi mình uống một lon nước ngọt, hay là mình cùng lúc với mình ăn cơm, hay là cùng lúc với lại mình có cái trường hợp mà nó cùng lúc á, thì những cái mà đi kèm đó, những cái thành phần là thực phẩm hoặc là những cái gì đó nó lại làm cho mình tăng cái đường huyết đi, chứ còn cái này nó không gây ra ha. Rồi bạn tiếp theo là Huỳnh Thùy Mậu ha. Bác ơi cho ông hỏi những người bị thiếu sắt uống wellness tóc cải thiện được trường hợp thiếu sắt không bác? Không nha bạn, không nha. Tại vì các bạn biết là gì, cái thành phần của sắt trong hair nail này nè, người ta đã giới hạn trong một cái tỷ lệ thấp để chi, để mục tiêu của nó là gì nè, khi các bạn uống vô cái sắt đó hấp thụ rất là nhanh, và khi hấp thụ vào trong cái đường tiêu hóa xong các bạn nó đưa vô máu, và từ máu nó sẽ đem tới cái cơ quan mà các bạn biết là gì, là cái tóc nè, hoặc là cái móng á, thì nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với lại cái môi trường mà có sắt đó. Còn cái mà bạn thiếu sắt đó, nó không giải quyết được vấn đề thiếu sắt của bạn. Tại sao? Tại vì thứ nhất là gì, thiếu sắt của bạn là chính là thiếu sắt của hồng cầu, thiếu sắt của máu, các bạn hiểu không? Tại vì cái thiếu sắt đó là nó thường nó thể hiện ở đâu, là bệnh nhân nước da rất là xanh, nhợt nhạt, và các bạn biết là gì, thậm chí nếu mà thiếu máu nặng có thể là bệnh tim luôn ha? Tim đập nhanh và nó hồi hộp đánh trống ngực, và người ta cảm thấy là hoa mắt chóng mặt, và người ta thấy rất là mệt. Tại sao? Tại vì máu nó không lên đủ mà, nó không đủ oxy, nó không đủ hemoglobin. Thành ra là gì, đồng bộ các bạn phải là gì, cung cấp đầy đủ protein này để nó tạo ra cái hồng cầu, rồi cung cấp chất sắt để nó tạo ra cái chất hem á, cái chất hem trong cái nhân của cái hồng cầu. Rồi người ta sẽ phải bổ sung, ví dụ người ta ăn thịt bò, hoặc là người ta ăn những cái chất mà màu đỏ đó, hoặc là ăn tiết canh các bạn, tiết canh, nhưng mà đương nhiên là phải tốt nha, phải sạch nha. Chứ còn nhiều khi tiết canh nó ăn trúng cái gì khuẩn cầu lợn này kia thì cũng nguy hiểm. Hoặc là chúng ta dùng những cái rau mà đậm màu á, thì nó cũng có chất sắt. Nói tóm là chúng ta phải bổ sung sắt triệt để, và gọi là dồi dào thì mới giải quyết cái tình trạng được là thiếu sắt nha, chứ còn cái H&L nó không đủ để chúng ta giải quyết tình trạng này ha. Rồi tiếp theo thì các bạn Văn Hòa 58 tuổi chích vaccine Covid có bị rụng không bác sĩ, và dùng VNS tóc như thế nào để mau chóng phục hồi? Thật ra là chích vaccine Covid đó các bạn, nó không gây rụng tóc. Chích vaccine nó không gây rụng tóc. Cái vaccine đó các bạn lưu ý là gì nè, nó chính là cái con vi khuẩn mà người ta tiêu diệt. Nó có 3 loại vaccine khác nhau nha. Vaccine đầu tiên á, là sao? Là mình hay nói là vaccine mà của Vinopharm của Trung Quốc á, thì sao? Là người ta bất hoạt cái con virus corona, xong đó người ta mới lấy cái xác chết của cái con virus đó, người ta mới đưa vô trong cơ thể của cái người mà tiêm ngừa, để từ cơ thể mình phát hiện ra có một cái con vật lạ nó xâm nhập vào cơ thể mình bắt buộc mình phải sản xuất ra cái kháng thể, một cái nó gọi là đại thực bào nè, rồi bạch cầu nè, hoặc là những cái chất mà để cơ thể chống lại nó đó. Thì lúc đó là mình tập cho nó quen đi, sau khi mà có con corona thật á, nó vô trong cái mũi của mình, mắt của mình, hoặc là vô miệng của mình á, nó xâm nhập vô. Là con thật đó nha, cái con mà nguy hiểm á, thì mình biết rồi, con này nè, tao biết mày rồi, lúc trước mày vô, nhưng mà cái con kia thì dễ trị, tao quýnh mày là chết. Thì lần này thì sao, nó đã tập trận, nó quen rồi thì nó có thể tiêu diệt được ha. Là cái cách thứ nhất, nó gọi là vaccine Verofan. Cái cách thứ hai là thế này các bạn, nếu mà các bạn tìm hiểu về vaccine đó, các bạn thấy là gì, nó có những cái vaccine của Pfizer của Mỹ, hoặc là vaccine Moderna của Mỹ, thì cái đó là gì, nó lấy cái gai protein của cái con virus đó, nó mới tạo ra được một cái con, tức là nó lấy adenovirus. Cái con adenovirus là một cái con virus rất là gọi là rất là hiền, nó rất là bình thường nha, nó nằm ở trong, nói chung là nó rất là dễ nhiễm trong mũi mình, nó không phải là nguy hiểm, nhưng mà người ta sẽ lấy cái con adenovirus đó, người ta sẽ lắp cho nó những cái protein gai, để chi, để người ta bắt chước giống như là cái con virus corona, sau đó người ta mới sản xuất cái vaccine đó, người ta đưa vào cơ thể, thì sao, cơ thể mình á thấy nó có và bắt đầu mới tiêu diệt nó, thì sao, là y chang luôn cái kháng thể tạo ra. Nhưng mà tốt hơn cái chỗ là gì, là chính cái protein gai nó có những cái hình dạng giống như con corona, thì cái thuốc mà mình nói là của Pfizer nè, của Moderna nó an toàn hơn nhiều. Tại vì sao, nó không phải là lấy cái con virus bất hoạt, cái kia là cái Verofam á, là nó lấy cái con virus chết rồi đó, nó tiêm cho mình, thì cái nguy cơ để mình bị nhiễm á, nó chung hoặc là nó phát tán rất là cao. Nhưng mà cái Pfizer hoặc là Moderna thì nó sẽ an toàn hơn, cho nên nó thuốc nó mắc hơn và nó khó kiếm hơn ha. Còn cái mà mình thấy hay dùng á, nó của Nhật á, thì cái vaccine mà hay nói là AstraZeneca các bạn, AstraZeneca thì cái đó là một cái cách khác nữa ha. Rồi mình cho qua cái câu này nha. Nói tóm lại là câu trả lời cho bạn Văn Hòa 58 tuổi Hồ Chí Minh á, là chích vaccine không gây rụng tóc mà chỉ gây ra những cái phản ứng, ví dụ như là gì, sốt nè, rồi nổi nhiễm trùng nè, hoặc là nổi mẩn, tức là nó là cái phản ứng của cơ thể, là một cái hệ miễn dịch thôi, là mình phản ứng để mình tiêu diệt cái con virus đưa vào trong cơ thể mình, hoặc là những cái giả, những cái gai protein, hoặc là những cái thành phần mà nó bắt chước cái con virus đó, nó vào cơ thể mình phản ứng, là tức là nó không gây rụng tóc, nó không gây rụng tóc. Còn cái chuyện mà các bạn dùng cái wellness để mà tốt cho tóc thì ok, cái đó bình thường ha. Nhưng mà nói tóm là không phải là nguyên nhân do vaccine. Rồi câu tiếp theo, bạn Ngọc Mỹ hỏi là tóc bị rụng nhiều, thưa trên đỉnh đầu do di truyền, uống wellness tóc có cải thiện được không bác? Được, cái này được nha. Cái di truyền thì đồng ý là nó có nguyên nhân sâu xa từ gen rồi ha. Nhưng mà vậy nè, mình cũng không thể nào mà mình sẽ cam phận mà mình chấp nhận nó không được, không. Tại sao? Tại bạn biết là gì, khi mà cái tóc mà nó rụng thì chắc chắn nó sẽ có những cái tóc con nó mọc lên, mà tóc con ở đâu ra, là chính là gì, là những cái tế bào mầm á, ở cái gốc nó nằm ở nang tóc á, nó mọc ra. Mà muốn cho cái nang tóc nó mọc ra tốt và cái gốc tóc nó phát triển nhanh để nó tạo ra một sợi tóc mới, thì các bạn phải có một cái chất dinh dưỡng để các bạn bổ sung cho nó chứ, đúng không ạ? Thì một trong những cái thành phần mà chúng ta hay dùng để mà bổ sung cho tóc thì chúng ta dùng cái H&L. Nhưng mà đương nhiên mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần nha, các bạn sẽ loại trừ những cái nguyên nhân gây rụng tóc cái đã, đúng không ạ? Nếu mà các bạn vẫn để nguyên những nhân đó, nếu mà di truyền thì mình không nói, nhưng mà có những nguyên nhân do các bạn sấy nè, các bạn dùng nhiệt, các bạn đun tóc lên, hoặc là các bạn dùng những cái mỹ phẩm rồi các bạn nhuộm tóc này kia, thì các bạn có uống cái hè neo đi nữa nó cũng không đủ để mà nó bù lại những cái việc, cái cơ học hoặc cái hóa học mà các bạn tác động làm tổn thương tóc. Cho nên khi mà chúng ta muốn cái tóc mà nó đẹp, nó có một cái mái tóc bồng bềnh, nói chung là ống mượt và một cái vẻ đẹp bên ngoài và thu hút nam giới á, thì các bạn nhớ là gì? Các bạn sẽ phải áp dụng rất nhiều cái cùng một lúc luôn. Chứ còn các bạn đừng có ỷ lại vô rằng là chúng ta uống 2 viên thuốc một ngày và chúng ta cứ nghĩ là uống 3 tháng là tự nhiên tóc nó đẹp, thì mà chúng ta lại quên đi những cái tác nhân bên ngoài á, những tác nhân cơ học. Chúng ta đi nắng, chúng ta không chịu đổi nó, đúng không? Rồi chúng ta để đầu rất là dơ, rồi nó ẩm ướt, rồi nó tạo dầu rất là nhiều, rồi nó ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái da đầu đó. Rồi những cái bệnh của tóc, nấm tóc hoặc là gì đó, vân vân, rồi bị stress hoặc là những cái lo lắng, trầm cảm, giận dữ hoặc là ảnh hưởng, vân vân. Nói tóm là chúng ta sẽ phải đồng bộ nhiều biện pháp cùng một lúc. Rồi, ok, đó là câu trả lời của bạn Ngọc Mỹ NT, Nha Trang hay là Hồ Chí Minh gì đó ha. Rồi tiếp theo bạn Kim. Bạn Kim hỏi là gold á, Kim gold này chắc là bạn này bán vàng hay sao mà thấy có chữ là Kim mà Kim gold ha. Bác sĩ ơi cho em hỏi, khi uống bách và canxi, mình không biết bách là cái gì ha, bách và canxi có uống thêm sản phẩm tóc có được không ạ? Và chia thời gian uống trong ngày như thế nào ạ? Thế này các bạn, thì người ta chỉ có quan tâm tới cái vitamin C ở trong cái hair nail thôi ha, hair nail, thì đôi khi nó sẽ ảnh hưởng bởi cái canxi đó, thì các bạn có thể tách ra khoảng độ nửa tiếng cho tới 1 tiếng, nếu các bạn sợ cái sự mà nó gọi là tương tác thuốc ở trong y khoa ha. Tụi tôi hay dùng cái từ nó gọi là tương tác thuốc. Nếu mà cái thuốc này nè uống vào cùng lúc với thuốc kia thì nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cho thuốc kia nó mất tác dụng hoặc là thậm chí nó không hấp thu luôn. Và wellness pack hả? Wellness pack. Rồi wellness pack. Wellness pack thì không sao, tại vì uống chung với lại cái canxi ok. Tức là không phải là cái hair nail đúng không? Không sao, không sao. Nói tóm là gì nè? Các bạn thấy là đôi khi mình có một cái gói mà pack á, nó có 4 viên, đúng không ạ? Nó sẽ có 3 thành phần. Một là gì ạ? Một cái multivitamin và khoáng chất. 2 là cái omega 3 và 3 là cái astaxanthin. Thì đây là 3 cái người ta đã nghiên cứu là các bạn có thể uống cùng lúc rồi, đúng không ạ? Một khi mà các bạn uống một cái gói pack á, thì nó đã 3 cái có ok ha. Còn canxi thì hầu như lúc trước hình như mình có đã trả lời cái câu hỏi này rồi các bạn. Hình như có bạn nào hỏi rồi, tôi trả lời nó không có bị ảnh hưởng ha. Còn bạn nào sợ nó ảnh hưởng thì các bạn có thể là tách nó ra ha, uống trước hoặc là sau nửa tiếng. Rồi ok. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là gì ạ? Bạn Diệu Nguyễn nè hỏi là người có hiện tượng rụng tóc nhiều sẽ có 2 nguy cơ. Một là thiếu canxi, 2 là tiềm ẩn bệnh, phải không ác? Không phải là thiếu canxi các bạn ơi, không phải thiếu canxi nha. Các bạn đừng có nhầm lẫn giữa cái canxi nó với lại cái chuyện là rụng tóc. Thật ra là gì? Hồi nãy mình có nói rất là nhiều cái nguyên nhân. Các bạn nhớ lại cái bài mà mình đề cập tới cái nguyên nhân rụng tóc. Thì các bạn nhớ là gì? Là nguyên nhân là nguồn nước nè, nó ô nhiễm, đúng không ạ? Do chúng ta dùng cái nước gì nó rất là quan trọng các bạn. Hoặc là chúng ta dùng cái dầu gội á, cái dầu gội gì nó rất là quan trọng. Tại sao? Chính cái dầu gội á, nó làm cho tác động vô cái chân tóc, cái nang tóc và nó bung, nó làm to rụng tóc. Ngoài ra những cái yếu tố mà cơ địa nữa, đúng không? Ví dụ như là các bạn bị tăng cái nội tiết tố hay là giảm cái estrogen vân vân, rồi thời kỳ mang thai, sau sinh, rụng tóc sau sinh, là các bạn bị stress, căng thẳng, rồi các bạn dùng quá nhiều thuốc tây, những cái thuốc mà ví dụ như xạ trị này, hóa trị này, những cái thuốc mà chống ung thư á, nó cũng gây rụng tóc. Hoặc là các bạn dùng thuốc mà nhuộm rồi gel rồi đầu rồi sấy tóc vân vân. Nói tóm lại các bạn lưu ý rằng là cái yếu tố cơ học nó quan trọng hơn. Còn thiếu canxi không phải là cái nguyên nhân gây rụng tóc đâu. Thiếu canxi nó gây loãng xương các bạn ơi. Mình đã có một cái bài gì marin rồi canxi rồi vitamin D đó thì mình nói rất kỹ rồi ha, các bạn lưu ý cho này ha nha. Bạn tên là Diệu Nguyễn nè, coi lại nha. Nó không phải là thiếu canxi. Rồi tiềm ẩn bệnh, thật ra nó cũng phải tiềm ẩn bệnh mà do nó nhiều nguyên nhân khác lắm. Còn chỉ có một cái bệnh mà thường là do viêm da thôi các bạn. Viêm nang lông nè, viêm da nè, rồi viêm da tiết tả nè, rồi nấm tóc nè, là những cái bệnh đúng có nghĩa là gì, nó gây rụng tóc thiệt, đúng không? Tức là vì bản thân cái tóc này nè nó đã bị nhiễm trùng và nó gây ra những cái bệnh viêm nang lông, viêm da tiết bã, rồi nấm tóc, vảy nến, hoặc là những cái bệnh nó là bệnh ngay cái từ da đầu rồi, thì đương nhiên là nó là có bệnh thì các bạn nó là ảnh hưởng đến rụng tóc rồi ha. Rồi ok, tiếp theo. Vân Hòa 58 tuổi Hồ Chí Minh rồi có hỏi câu hỏi tiếp theo là phụ nữ đang nuôi con nhỏ dùng wellness tóc có ảnh hưởng em bé và dùng như thế nào bác sĩ? Các bạn thế này, theo Thanh hiểu á, bạn Văn Hòa này muốn hỏi là gì? Những người phụ nữ đang nuôi con nhỏ này là sau sinh nó bị rụng tóc sau sinh, mà thật sự ra đúng các bạn. Tại biết sao? Tại các bạn biết là khi mà phụ nữ mà sanh con rồi á, thì bao giờ cái lượng estrogen trong cơ thể, tức là cái nội tiết tố nữ á, nó giảm rất là nhanh các bạn. Và nó rụng tóc là rụng tóc hàng loạt luôn. Thậm chí các bạn có thể là cầm một cái nắm tóc này nè, các bạn giật ra các bạn có thể nhìn thấy được một nhúm tóc luôn. Đó là người ta gọi là rụng tóc sau sanh. Thì có ảnh hưởng em bé hay không? Thì trả lời là không nha. Không ảnh hưởng em bé. Nói chung thì ở đây các bạn cũng nên dùng cái nail để các bạn khôi phục lại những cái chân tóc, những cái nang tóc. Tại vì các bạn biết là gì? Dù cho tóc rụng nhiều đi nữa, nhưng mà cái nang tóc bên trong nó vẫn còn nha. Chúng ta thấy là gì? Chúng ta có tới 100.000 sợi tóc, đúng không? Bây giờ giả sử chúng ta có rụng đi, chúng ta có thể lớn đến như vậy, 30 tuổi, 40 tuổi. Nó rụng cao lắm phải được 20.000, 30.000, 50.000 sợi thôi các bạn, đúng không? Cái lượng tóc chúng ta còn rất là nhiều, thành ra là nó có những cái nang lông bên trong, cái nang tóc bên trong á, thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta uống hair nail để chi, để chúng ta hy vọng rằng kích thích những cái nang lông còn lại. Nó rụng nhưng mà nó còn cái gốc, đúng không? Thì chúng ta kích thích nó lên thì nó tiếp tục ha. Cho nên dùng như thế nào thì câu trả lời cho bạn Văn Hoài thì chúng ta cứ tiếp tục là dùng 3 tháng ha. Cứ một cái liệu trình đó chúng ta dùng 3 tháng ha. Mỗi ngày chúng ta dùng 2 viên hair nail. Câu hỏi của bạn Galaxy 21%, bác nói do di truyền, nhưng em thấy giám đốc GD gia đình đó có một người bị thôi mà không bệnh, mà không biết bệnh đó nặng không nữa. Là bạn này chắc là nói rụng tóc đúng không? Mình không biết là bạch tạng hay rụng tóc, mình không biết. Nhưng mà theo mình, tại vì giờ này các bạn, đúng là trong một gia đình, nhiều khi chính bản thân tôi nè, anh ruột của tôi có 2 người, ổng rụng trọc đầu luôn mà tôi thấy tóc ok đúng không? Nói chung là giờ nè, đúng là do di truyền. Nhưng mà giờ này các bạn có từng nghe nói là gen lặng và gen trội không? Tại vì các bạn phải hiểu về di truyền thì nói các bạn mới giải thích cho các bạn được. Tại vì các bạn nhiều khi các bạn nghe nói di truyền thì các bạn cứ tưởng rằng là gì, ok cứ di truyền là cha bị là con bị. Không phải. Có những trường hợp mà cái gen đó các bạn, gen di truyền đó đó ha, nó là gen trội á, thì lúc đó cái người đó bị. Nhưng mà nếu mà gen di truyền nó là gen lặng thì sao? Nó ẩn bên trong thì nó đâu có bị. Thành ra trong gia đình đúng, giống cụ thể là tôi luôn nè đó, 2 anh đầu của tôi, anh thứ 3 và anh thứ 5. Anh thứ 3, tôi thì 9, là trong gia đình cũng đông 9 anh em. Thì anh 3 là trọc lóc đầu, anh 5 trọc lóc đầu luôn, nhưng mà tôi thì tóc ok. Thành ra cùng một gia đình, nhưng mà đôi khi có gen lặng nên trội hay còn nó có rất nhiều về liên quan tới cái nhịp sắc thể các bạn. Nếu mà bạn nào mà liên hệ riêng với tôi ha, rồi tôi sẽ có một cái bài, cái thuyết trình, cái giải thích khoảng nửa tiếng cho tới 1 tiếng riêng về cái vấn đề nhiễm sắc thể. Nó giải thích tại sao cái di truyền có người bị, có người không bị. Rồi tiếp theo là bạn Xuân Mai nè, bạn Xuân Mai hỏi tôi là vì con của khách hàng bệnh bạch tạng sống được 7 tuổi là chết. Bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng nói bác sĩ Nhi Đồng 1 nói bệnh ung thư máu do thiếu hồng cầu. Ok, thật ra là thế này các bạn, cái bệnh bạch tạng đó các bạn đôi khi nó có rất là nhiều cái nguyên nhân khác nhau thành ra đôi khi mình cũng không thể nào mà mình cho rằng đó là một cái gì đó nó chỉ thuần túy là tóc không ha. Thì đúng là đôi khi nó có thể là ung thư máu, hoặc là có thể những cái bệnh khác nó đi kèm. Rồi dạ bác, Em đọc phụ câu hỏi với bác, tại vì em thấy có câu hỏi bị trùng lặp á. Hiện tại thì em thấy có một cái câu là của chị Kim Gôn là bác cho em hỏi khi mà uống viên và chị uống canxi rồi, bây giờ chị muốn uống thêm cái sản phẩm wellness tóc này thì có được hay không? Và mình sẽ chia cái thời gian uống như thế nào? Như vậy là mình uống cùng lúc hay là uống tách ra, đúng không? Tức là vừa uống canxi mà vừa uống wellness tóc, đúng không? Dạ, canxi wellness tóc với lại cả viên luôn á bác, dạng gói 4 viên á bác. Dạng gói 4 viên là pack á hả? Dạ đúng rồi ạ. 4 viên đó với lại canxi với lại wellness tóc, đúng không? Dạ đúng ạ. Ok, bây giờ thế này nha. Các bạn sợ cái gì? Bây giờ nếu mà suy nghĩ ra, mình cứ logic đi, mình sẽ tìm hiểu là suy nghĩ. Các bạn sợ quá nhiều cái vitamin. Tức là các bạn sợ là trong cái viên mà multivitamin nó có vitamin C rồi. Đúng không ạ? Nó có vitamin C. Rồi trong cái wellness top nó cũng có vitamin C. Rồi nó cũng có vitamin B, đúng không? Tại cái kia là multivitamin. Thì câu trả lời là thế này. Các bạn đừng sợ nó bị quá liều về vitamin. Không lo. Tại vì thường là thế này. Cái vitamin á, nó sẽ có một cái biên độ từ thấp cho tới cao. Và các bạn không sợ. Và nếu các bạn uống quá nhiều vitamin đi nữa thì sao? Tự động cơ thể chúng ta nó cũng đào thải ra thôi. Và không bao giờ các bạn sợ bị ngộ độc vitamin vì chúng ta uống. Cho nên cái câu đầu tiên, cái suy nghĩ của Thanh nha. Tại vì mình suy nghĩ xem các bạn bị cái trục trặc hay là các bạn lo cái gì. Lo thứ nhất là các bạn sợ bị ngộ độc vitamin, đúng không? Tại vì ngộ độc nhiều quá, đúng không? Thì câu trả lời là không bị. Tại sao? Tại vì cái hàm lượng mà chúng ta uống vô á, mỗi cái nó còn một chút không à. Nó không bao giờ các bạn bị sợ bị ngộ độc hết á, là một ý thứ nhất. Ý thứ hai, các bạn sợ là sợ sao? Nó có những cái tác dụng mà nó gọi là tương tác với nhau. Có nghĩa cái này nó chống cái kia. Giống như là bây giờ thí dụ như là mình mời ông A đi ăn, rồi mình mời bà B đi ăn, mà ông ba với bà B hai người á, cãi nhau mà cứ nói chung là kình lộn với nhau thì mình sợ. Thì thuốc nó cũng vậy thôi, nó cũng có những tương tác. Nhưng mà cái canxi, vitamin và những cái khoáng chất mà bên trong hoặc là omega 3 thì người ta đã thấy rằng người ta không hề có một cái sự tương tác thuốc nào hết á. Tại vì sao? Tại vì nó không có phải như là những cái thuốc mà thuốc tây các bạn. Nếu mà các bạn để ý coi, chúng ta dùng thuốc tây á thì có những cái tác động mà nó làm cho, ví dụ axit nè, nó sẽ không được, các bạn không được uống mà cái viên mà người ta gọi là pH 8 á, nếu mà các bạn bẻ ra thì sao, nó sẽ tiếp xúc axit dạ dày. Axit dày nó sẽ tác động và nó làm hỏng cái viên thuốc đó, đúng có. Hoặc là có những cái thuốc mà người ta khuyến cáo là chúng ta không được dùng chung. Nhưng mà đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe này thì sao? Người ta đã an toàn rồi, nói tóm lại là người ta đã nghiên cứu rồi. Thì nếu mà bạn nào cẩn thận thì bạn có thể là tách ra khoảng nửa tiếng là ok. Còn nếu mà các bạn mà thấy như nói chung là theo lời khuyên của Thanh thì các bạn cứ uống canxi chung với wellness tóc với lại cả bách, ok, không vấn đề. Nói tóm là gì, các bạn sẽ không thấy cái sự gọi là bị tương tác thuốc hay là nó gây ra những cái phản ứng nào đó ảnh hưởng tới cái liều của những cái thuốc khác. Ok. Rồi tiếp theo là có một câu hỏi nữa nhưng mà hồi nãy trùng với câu hỏi trên, đó là phụ nữ mang thai và cho con bú thì có dùng được wellness tóc hay không, thì bác cũng đã giải đáp rồi. Và dùng thì mình sẽ dùng ít nhất là 3 tháng để cảm nhận được cái hiệu quả. Và cũng là câu hỏi cuối cùng rồi đó bác. Vậy hả? Rồi dạ. Ok. Rồi thôi, hôm nay thì ngày rất là đặc biệt. Em hỏi nè, sao anh thấy có Lan Y dài T nè. Bạn này vừa mới nhắn và là em xin phép đây là cái câu hỏi cuối cùng để em đọc ạ. Em đi xét nghiệm máu, kết quả là bị thừa sắt. Bác sĩ bảo là không nên bổ sung sắt nữa, nếu mà thừa sắt thì sẽ bị đau đầu. Và câu hỏi của bạn là gì, bạn có thể gõ thêm không ạ? Bạn thế này các bạn, các bạn biết á, là có một số bệnh nhân, có một số người họ bị thiếu sắt, họ bị thiếu máu. Cái chính xác là họ thiếu máu. và người ta đã nghiên cứu rồi, và người ta thấy em bị đau đầu xong em đi khám bác sĩ khám rồi, ok. Vậy câu hỏi của bạn là gì? Nhưng mà trong thời gian bạn gõ câu hỏi đi ha, thì Thanh cũng xin phép các bạn nói luôn là về này các bạn, có một số người họ đi bệnh viện và họ xét nghiệm máu các bạn. Các bạn biết là nó có những cái chỉ số về máu nha. Ví dụ nha, hồng cầu rất là thấp. Hồng cầu bình thường của một người á là từ 3,8 triệu cho tới 4,2 triệu. Mà những người thiếu máu thì thường thường là gì? Dưới 3,8 triệu. Có thể là gì? Xuống còn 3,5 triệu hoặc là 3 triệu. Mình đang nói là 3 triệu con hồng cầu trong 1 mm khối của máu nha. Tức là người ta trích cái máu ra, người ta rút cái máu để người ta xét nghiệm từ cái tay của mình đó. Thì mình nói tiếp cái phần mà thiếu máu này nè. Thì một số người á, thì người ta lại uống thuốc để mà bổ sung cái sắt. Tại vì sao? Người ta tìm ra nguyên nhân đây là thiếu máu thiếu sắt. Nếu thiếu máu thiếu sắt thì các bạn đúng là các bạn uống bổ sung sắt là đúng. Nhưng mà sao? Nhiều khi chúng ta uống sắt quá nhiều các bạn. Nó có ferrocit nè, họ nó có là gì phe hoặc là sunfat phe đó, tức là sắt á. Nói chung là gì những cái chất mà bổ sung sắt. Thì khi mà chúng ta uống bổ sung quá nhiều như vậy nó gây ứ sắt trong cơ thể. Và ứ sắt trong cơ thể như vậy là nó không tốt, đúng. Thành ra là sao? Là chúng ta uống đúng liều thôi. Và chúng ta uống theo cái chỉ định của bác sĩ, theo đúng cái toa của bác sĩ. Chứ còn không chúng ta không thể nào mà chúng ta. Còn cái sắt mà ở trong cái hair and nail này nè, thì xin nhắc lại các bạn là gì? Cái tỷ lệ sắt vừa phải để nó tập trung vào cái chỗ mà da và tóc và móng thôi. Nó không có nhiệm vụ mà để bổ sung để cho các bạn giải quyết được cái tình trạng thiếu sắt. Cho nên nếu mà nói mà để uống cái hair and nail để mà thừa sắt á, thì cái đó nó không xảy ra. Các bạn hiểu Thanh không? Tức là thế này. Khi mà các bạn đi xét nghiệm máu, các bạn thấy là thừa sắt, đúng không ạ? Thì người ta đang nói các bạn không nên uống những cái sản phẩm mà bổ sung sắt mà thị trường đang bán. Ví dụ là sunfat sắt nè, hoặc là gì ferro sắt nè, hoặc là những cái thành phần á, mà cái tỷ lệ sắt rất là cao và nó đậm đặc. Thì cái đó các bạn đúng là các bạn không nên uống thêm nữa. Tại vì sao? Các bạn đang thừa sắt rồi. Dù cho bạn đang thiếu máu là thiếu sắt á, nhưng mà khi mà các bạn uống quá nhiều thì các bạn bị thừa rồi. Nhưng các bạn không có cấm cái chuyện các bạn uống hair and nail. Tại vì sao? Trong hair and nail có rất nhiều thành phần các bạn. Ví dụ như là gì? Protein nè, có chứ. Ví dụ acid amin nè. Hồi nãy mình có đề cập là lysine nè, cysteine nè. Rồi còn có thành phần nào gì? Kẽm nè, có selen nè, đúng không? Có vitamin C nè. Rồi trong đó nó chỉ có một phần nhỏ là sắt. Thì cái sắt đó, cái mục tiêu không phải là điều trị cái thiếu sót về sắt của bạn. Và nó không ảnh hưởng gì tới cái tổng thể cái sắt của bạn. Mà nó chỉ hấp thu vào trong cơ thể của bạn để nó đến cái vị trí của tóc, lông, hoặc là da hoặc là móng, để nó bổ sung vô những cái thành phần dinh dưỡng để nuôi những cái mầm á, những cái tế bào mầm á, những tế bào nam tóc, hoặc là những cái tế bào mà nền móng vậy thôi. Thành ra không có cấm cái chuyện mà các bạn uống cái viên này, không cấm. Một ngày các bạn vẫn có thể uống 2 viên, mặc dù bạn đang thừa sắt nha. Các bạn vẫn có thể uống 2 viên, không ảnh hưởng ha. Rồi, ok, đó là câu trả lời cho bạn ha. Em chỉ uống tắc thôi mà thừa sắt. Không, thực ra là cái thừa sắt này nè các bạn. Các bạn không phải là vì uống tắc đâu. Các bạn uống những cái loại mà chuyên trị, hoặc là các bạn đã thừa sẵn rồi. Ha. Chắc các bạn Lan y tế này đó, thì y tế thì không biết là gì, nhưng mà theo mình đoán chắc có lẽ là các bạn đã thừa sẵn, hoặc là các bạn đã có một cái thời gian các bạn dùng những cái bổ sung sắt á, nó khá gọi là triệt để rồi, thành ra nó mới ảnh hưởng. Chứ còn nếu mà các bạn ngay từ đầu các bạn uống bắt không thì nó không gây thừa sắt đâu. Tại vì các bạn biết là gì, trong cái multivitamin và khoáng chất á, các bạn cứ nhìn. Bây giờ các bạn làm ngay lập tức nè, các bạn về, các bạn mở cái tờ mà nó ghi cái pack á, các bạn mở ra cái xem trong cái thành phần vitamin sắt bao nhiêu. Các bạn biết, nó tính bằng microgram mà. Các bạn không phải là miligram nha. Tức là đầu tiên các bạn tính, ví dụ các bạn đi chợ là bạn tính bằng gram đúng không? Dưới gram thì nó là gì? Miligram. đúng không? Cả ngàn migram mới được 1 gram. Còn này là gì? Dưới migram, miligram nó còn có microgram nữa. Thì cái sắt trong cái thành phần của cái pack á, nó tính bằng microgram các bạn. Thành ra nó sẽ không ảnh hưởng ha. Rồi ok, còn bây giờ nó cũng chưa hết giờ, mới 9:30 thôi. Thì bây giờ còn các bạn hỏi là Ngọc Điệp nè, bác cho em hỏi vậy nếu mình thiếu sắt thì sao ạ? À? Ngoài bổ sung protein nè, mình nên bổ sung sản phẩm nào được trong wellness ạ? À? Các bạn nhớ là gì nè, trong thành phần của mình nó không, mình không có sản phẩm để mình bổ sung sắt các bạn ơi. Mình không có. Cái nếu mà thực sự các bạn thiếu sắt nha, thì các bạn phải uống, tức là nếu mà nói thực phẩm á, thì các bạn nên, hồi nãy mình có đề cập rồi, ăn thịt bò, đúng không? Ăn tiết canh, ăn huyết. Ví dụ như là chúng ta đi ăn cháo đó, nó hay có huyết nếp á, ha, tức là huyết nó bỏ vô nếp, ha, rồi chúng ta ăn, nói chung là gì, hoặc là chúng ta ăn những cái gì mà nó có máu á, ha, trong máu là huyết á, thì nó có rất là nhiều chất sắt, ha, là một. Thứ hai là gì, chúng ta ăn những loại rau mà đậm, thiệt đậm, cái rau càng đậm á thì cái lượng sắt nó càng nhiều các bạn, ha, thì chúng ta lựa những cái loại rau mà nó cái màu nó đó là đậm, ví dụ như là rau má nè, đúng không, hả, là rau dền nè, hoặc là rau mồng tơi nè, là hoặc là rau xà lách, hoặc là những cái loại rau, nói chung là rau gì mà xanh á, rau xanh mà nó đậm thì nó có rất nhiều chất sắt, à, đó là cái thành phần nha. Còn nếu mà các bạn bổ sung thì các bạn uống sắt thôi. Sắt thì rất là nhiều, đúng không, rất là nhiều cái ferrous sắt có nè, rồi sunfat sắt có nè, rồi nó là sắt nguyên tố đó, à, các bạn có thể dùng. Rồi Thanh thấy bạn Lan IT thì 15 tháng nay em chỉ dùng sản phẩm pack và bột meal thôi và không dùng ra mà. Ok, thì thôi thì tóm lại thì cái đó thì mình không rõ lắm là về cái chuyện mà bạn nhiễm sắt đó. Nói chung là bạn nhiễm sắt là do sản phẩm của Wellness thì không biết. Nhưng mà theo Thanh thấy cái thành phần sắt của trong cái thành phần của sản phẩm thì nó rất là thấp, ha, rất là thấp. Thì các bạn xem lại nha. À, rồi ok, thì theo tinh thần là thế này, chắc có lẽ là mình đã đến hơn 9:30 rồi các bạn, ha. Thì đây là cái buổi cuối của một cái loạt mà bài từ 10 bài, các bạn nhớ là từ đầu là mình offline á, offline ha, bài đầu tiên là Wellness Pack ha, cho tới bài này. Thì bây giờ mình đã kết một cái 10 bài cũng tương đối, nói chung là các bạn thì Thanh thấy những cái thông tin cũng như là những cái trao đổi rất là nhiệt tình, cũng như là có cái sự tương tác rất là tốt ha. Thì sắp tới thì mình sẽ chuyển sang một cái nhóm mới các bạn ha, nhóm là Wellnessophy, nhóm Wellnessophy mình cũng làm là online ha. Thì cũng cảm ơn Đảm nha, nói chung là Đảm đã hôm nay làm MC ha, cũng rất là vui, cũng rất là gọi là có quan tâm, cũng tạo một cái tương tác rất là tốt ha. Rồi hôm nay thì cũng ngày 20 tháng 10 thì trước khi mình kết thúc thì mình cũng một lần nữa chúc cho mọi người thứ nhất là có một mái tóc đẹp ha, có một cái sự săn sóc về tóc móng, những cái đó là cái nhu cầu làm đẹp của phụ nữ thì rất là quan trọng ha. Mình cố gắng mình bảo vệ tóc và móng ha. Rồi nói chung là chúc các bạn là gặp được nhiều may mắn ha, gặp nhiều cái niềm vui cũng như là cái hạnh phúc trong gia đình. Thì thôi Thanh kết ở đây ha. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn có một buổi tối ngon giấc, hẹn gặp lại.